Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 210. Tiêu Phàm cũng vô cùng khẩn trương, cũng không phải là hắn sợ Nam Cung Tiêu Tiêu bốn người không đủ mạnh, mà là đối thủ nhiều lắm. Tính ra hàng trăm cường giả đánh tới, cho dù là trung phẩm pháp tôn, thậm chí thượng phẩm pháp tôn, cũng không phải là đối thủ a. Giết bọn hắn, Thiên Tinh Tử cũng phát cuồng, mang theo Hiên Viên gia tộc người giết hướng Tiêu Phàm bọn họ. Hắn không chiếm được chân linh, trong lòng vô cùng khó chịu, hận không thể lập tức đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Thiên Tinh Tử nghĩ không hiểu, bản thân thế nhưng là có được yêu chủ tinh huyết, vì sao không chiếm được thái cổ 12 hung chân linh. Dựa theo lẽ thường mà nói, những cái này chân linh hẳn là đều sẽ lựa chọn chính mình mới đúng. To lớn chênh lệch, nhưng hắn đối Tiêu Phàm hận thấu xương, hắn không tiếp tục thử nghiệm nữa thu lấy chân linh, mà là nghĩ đến Tiêu Phàm vào chỗ chết. Hắn thấy, nhất định là Tiêu Phàm dở trò quỷ, bằng không mà nói, hắn lại làm sao có thể không chiếm được đây. Thiên Tinh Tử, người đối thủ là ta. Thiên Tinh Tử vừa mới phóng ra bước chân, liền bị một bóng người ngăn trở, thân ảnh không phải người khác, chính là Tử Thiên La. Ngươi cũng muốn nhằm vào ta. Thiên Tinh Tử sát khí nặng nề, hung lệ yêu khí, chấn động đến cả vùng không gian cũng bá. Một, Tiêu Phàm cuối cùng một tiếng rơi xuống. Tất cả mọi người gần như đồng thời xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm. 3000 giới, Tiêu Phàm trong lòng một tiếng khẽ nói, chỉ một thoáng, một cỗ lực lượng kỳ lạ bao phủ đám người trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, nguyên một đám hộp từ Tiêu Phàm trên người bắn ra, hướng về sơn cốc tứ phương rơi đập đi. Ầm ầm, ngay sau đó, từng đợt kinh khủng tiếng sấm nổ vang lên, chỉ thấy từng đạo kim quang nở rộ, quét ngang sơn cốc tứ phương. Uy lực khủng bố, càng là nổ bay bốn phía tốt mấy ngọn núi. Rộng chừng phương viên mấy vạn dặm sơn cốc, trong nháy mắt bị san thành bình địa. Rất nhiều người nghĩ đến chạy trốn, có thể uy lực nổ tung quá lớn, còn chưa phóng ra bước chân, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Chỉ có số ít mấy người nhìn thấy Tiêu Phàm bọn họ quỷ dị động tĩnh, bản năng hướng nơi xa chạy trốn, may mắn nhặt về một cái mạng, Thiên Tinh Tử cùng Tử Thiên La hai người chính là một cái trong số đó. Hô, Tiêu Phàm bọn họ xuất hiện ở không trung, nhìn phía dưới sâu không thấy đáy, rộng chừng mấy vạn dặm phương viên đen hố, nhìn không được hít một hơi lạnh. Nếu như bọn họ là Tiêu Phàm đối thủ, có lẽ cũng khó thoát khỏi cái chết. Không nên buông lỏng cảnh giác, chân chính đại chiến vừa mới bắt đầu. Tiêu Phàm thần sắc hết sức ngưng trọng, ngụm lớn thở phì phò. Vừa rồi mang theo nhiều người như vậy đại Nazi, đối với hắn tiêu hao cũng không nhỏ. 3000 giới, chính là thời không na di thiểm đệ tam trọng, Tiêu Phàm hiện tại miễn cưỡng có thể đủ làm đến, nhưng còn không cách nào tự do thi triển. Chỉ chốc lát sau, tất cả khôi phục lại bình tĩnh, ở Tiêu Phàm chung quanh bọn họ, lại là toát ra 12 đạo thân ảnh. Ngoại trừ thái cổ 12 hung bên ngoài, còn có một cái tóc trắng bồng bềnh nữ tử. Vân Phán Nhi, Nam Cung Tiêu Tiêu liếc mắt một cái liền nhận ra vậy nhiều hơn một người, trong mắt lóe lên không thể tin. Tiêu Phàm lại là càng thêm xác định, nơi này, quả nhiên có thiên nhân tộc nhúng tay, Vân Phán Nhi chính là chứng minh tốt nhất. Tiêu Phàm, lần trước không giết chết ngươi, lần này ngươi tai kiếp khó thoát. Vân Phán Nhi ngữ khí băng lãnh, không có bất kỳ cái gì tình cảm, giống như một tòa vạn năm băng sơn. Tiêu Phàm không nói, quay đầu quét mắt thái cổ 12 hung, lại là phát hiện bọn họ con ngươi đều trở nên trống rỗng lên, so như khôi lỗi. Quả nhiên như Tà Vũ nói tới, bọn họ đều bị thiên nhân tộc động tay chân. Tiêu Phàm trong lòng có đáp án, hắn cũng càng thêm bội phục lúc trước thái cổ 12 hung. Vậy mà tình nguyện bỏ qua tự thân nhục thân, cũng phải dẫn thiên nhân tộc mắc câu. Chỉ bất quá, Tiêu Phàm nghĩ không biết là, vì sao hổ tổ không bị khống chế đây. Dựa theo phía trước phỏng đoán mà nói, hẳn là chỉ có thái cổ thiên hoàng không nhận thiên nhân tộc khống chế mới đúng nha. Ta muốn đánh hai cái. Lăng Phong trên người bộc phát cường đại khí tức, 10 điểm bá khí nói. Nuốt đạo kia chân linh, hắn hiện tại tu vi đã đột phá đến trung phẩm pháp tôn, dù cho khoảng cách thượng phẩm pháp tôn cũng chỉ có cách xa một bước, lúc nào cũng có thể phóng ra một bước này. Ta một cái, Tà Vũ suy nghĩ một chút nói, hắn chỉ là thượng phẩm nguyên tôn, có thể đối chiến có thể so với phổ thông trung phẩm pháp tôn cảnh thái cổ hung yêu, đã coi là không tệ. Ta theo tiểu thất đánh một cái,
Nam Cung Tiêu Tiêu yếu ớt nói. Ta theo Phượng Trung Hoàng chiến một người. Ngọc Thương Lưu nói. Ta cùng với Trảm Tiên Huynh ứng phó một người. Tử Thiên Y đứng dậy. Nếu không, ta theo Cơ Vô Nhạn ứng phó một người a. Trúc Hồng Tuyết suy nghĩ một chút nói, vẫn là hai người liên thủ có chút bảo hộ. Ta ứng phó cái kia Hỗn Độn Thần Long. Ma Thái Hư 10 điểm bá khí nói, trực tiếp muốn đơn đấu Hỗn Nguyên. Tiêu Phàm đối với hai người ứng phó một người, không có gì phải lo lắng, lại không ra sao cũng có thể chiến đấu xuống. Nhưng Ma Thái Hư một người, thật đúng là chưa chắc là Hỗn Độn Thần Long đối thủ, bằng không mà nói, lúc trước hắn cùng Lăng Phong cũng không có chạy trốn. Tiêu Phàm, ta giúp hắn một chút sức lực. Lúc này, Khương Ách từ phía dưới đạp không mà lên, đi tới mấy người bên cạnh. Tiêu Phàm gật đầu một cái, Khương Ách thực lực dĩ nhiên hơi yếu một chút, nhưng hắn thuộc tính biến thái A, cho dù là thái cổ 12 hung, cũng không dám tùy tiện giết hắn. Ta chạm một người, Diệp Khuynh Thành thần sắc bình tĩnh, cái này cái gọi là thái cổ 12 hung, dường như nhường hắn nổi lên không nửa điểm gợn sóng. Tiêu Phàm cười khổ. Nguyên bản hắn còn nghĩ để Diệp Khuynh Thành ứng phó hai cái, cứ như vậy, hắn cũng liền chỉ cần ứng phó Vân Phán Nhi cùng một đầu khác hung yêu. Nhưng hiện tại, hắn có vẻ như muốn đối phó hai đầu hung yêu, thêm một cái Vân Phán Nhi, áp lực không thể bảo là không lớn. Nếu không, ta ngăn chặn hai người. Diệp Khuynh Thành thấy được Tiêu Phàm khó xử, lại sửa lời nói. Bất quá từ mới vừa chạm một người trở thành ngăn chặn hai người. Điều này nói rõ hắn có không có đầy đủ tự tin có thể độc chiến hai người. Không cần, các ngươi tốc chiến tốc thắng, quay đầu lại giúp ta. Tiêu Phàm lắc đầu, hít sâu một cái nói, Kim Lân, ngươi tùy thời trợ giúp tứ phương. Là, Kim Lân đắng chát cười một tiếng, phức tạp nhìn đám người một cái. Giết bọn hắn, Vân Phán Nhi ngữ khí lạnh lẽo, không nghĩ chậm trễ thời gian nữa, dẫn đầu đánh về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Sau một khắc, vô tận chiến huyết vận chuyển, đồng thời không chút do dự thi triển Tu La Đệ Thất Biến, mặc dù chỉ là thượng phẩm nguyên tôn, nhưng khí thế bay thẳng trung phẩm pháp tôn. Thử lúc này, một đầu thử yêu sắc bén móng vuốt vừa vặn bắt ở trên người hắn, vậy mà phát ra bén nhọn kim loại ma sát thanh âm, hư không càng là đốm lửa bắn tứ tung. Phải biết, cho dù là vô thượng kim thân tam đoán, thử yêu cũng tự tin có thể xé nát đối phương phòng ngự. Nhưng là bây giờ, hắn ở Tiêu Phàm trên lồng ngực vậy mà vẻn vẹn chỉ để lại một đạo vết cắt, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Tới phiên ta, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Qua nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên ra tay toàn lực, hiện tại loại này trạng thái, cơ hồ là hắn trạng thái mạnh nhất. Cho dù là thượng phẩm pháp tôn, hắn cũng dám một trận chiến. Kiếm thể, Tiêu Phàm một kiếm đâm ra, trong nháy mắt xuyên thủng thử yêu lồng ngực. Thử yêu phát ra một trận bén nhọn kêu thảm, bất quá rất nhanh phục hồi như cũ, nhe răng trợn mắt hướng về Tiêu Phàm. Đạt tới dạng này cảnh giới, như thế nào thái cổ 12 hung cảnh giới, bọn hắn nhục thân cơ hồ đã bất tử bất diệt, rất khó giết chết. Có thể một đòn đánh thương, đã coi như là khó được. Không đợi Tiêu Phàm ra kiếm thứ hai, Vân Phán Nhi cùng một đầu khác chim bằng nhào tới, không cho hắn cơ hội xuất thủ. Gần như đồng thời, mặt khác chín đầu hung yêu cũng muốn ứng phó Tiêu Phàm, lại bị Tiêu Phàm nhất phương người toàn bộ ngăn lại, mấy người lôi kéo những cái kia hung yêu càng đánh càng xa. Nơi này, chỉ còn lại có Tiêu Phàm cùng Vân Phán Nhi cùng hai đầu hung yêu chiến trường. Thiên địa run rẩy kịch liệt, giống như tận thế, thiên băng địa liệt, cũng may vạn cổ hung phần đầy đủ cứng cỏi, bằng không mà nói đoán chừng sớm đã tan tành. Tiêu Phàm đối chiến ba người, vừa bắt đầu coi như tương đối thong dong. Có thể theo thời gian trôi qua, hắn thể lực tiêu hao rất nhiều, chậm rãi rơi vào thấp kém. Mấu chốt nhất là, hắn Tu La Đệ Thất Biến căn bản không kiên trì được bao lâu, hơn nữa những cái này hung yêu kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tiếp tục như vậy, hắn có chút phiền phức. Dạng này không phải biện pháp, không thể để cho bọn họ hao tổn nữa, trước hết chém giết một đầu. Tiêu Phàm một bên chiến đấu, trong đầu một bên nhanh chóng suy nghĩ. Hắn không biết là ở tổ sơn bên ngoài, lại là xuất hiện một cái kim bào nam tử, hắn đứng ở đỉnh một ngọn núi, ngắm nhìn về phía chân trời, trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý. Kim bào nam tử âm thầm trầm ngâm nói, một đám ngu xuẩn, để cho các ngươi không muốn dung hợp lúc đầu nhục thân, các ngươi khăng khăng không nghe, bây giờ hối hận rồi a.
Kim bào nam tử nhìn phía xa chiến đấu, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Hiển nhiên, người này không phải người khác, chính là hổ tổ. Hỗn nguyên tên kia ngược lại là cũng có chút khôn vặt, cố ý bỏ lúc đầu nhục thân, chỉ là tước đoạt lúc đầu huyết mạch chi lực, sau đó đoạt xá người khác nhục thân trọng sinh. Hổ tổ khóe miệng lộ ra ngươi nồng nặc khinh thường, chẳng lẽ người khác liền không thể ở trong huyết mạch động tay chân sao? Cũng may ta bỏ đi tất cả, vẻn vẹn dung hợp lúc đầu ký ức, có lúc đầu ký ức, tự nhiên rất dễ dàng đạt tới đã từng độ cao. Nói xong câu đó, hổ tổ cũng không chú ý tổ sơn bên trong chiến đấu, quay người hướng về chân trời lao đi. Tất cả những thứ này, người khác tự nhiên là không biết. Tiêu Phàm bọn họ cũng không tâm tư chú ý những người khác, hắn lấy một địch ba, có vẻ hơi chật vật. Không thể không nói, hai cái kia đại hung yêu, mặc dù chỉ là trung phẩm pháp tôn, nhưng mỗi cái cũng có thượng phẩm pháp tôn chiến lực. Nếu để cho bọn họ trở lại đỉnh phong, thật đúng là thái cổ thần giới mạt lộ. Chuyện cho tới bây giờ, bại lộ thân phận cũng không có biện pháp. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, lấy hắn thực lực, muốn chiến thắng Vân Phán Nhi ba người, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Dạng này mang xuống, một khi không cách nào thi triển tu la cửu biến, hơn nữa những người khác không cách nào trợ giúp mình, với hắn mà nói tuyệt đối là tai nạn tính. Nhìn tình huống hiện tại, Lăng Phong cùng Tà Vũ bọn họ cũng rất khó thời gian ngắn rút ra thân. Vậy trước tiên chạm một cái a. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một vòng hung lệ quang mang. Sau một khắc, Tiêu Phàm thúc dục lực lượng toàn thân, vô tận chiến huyết sôi trào, lòng bàn tay của hắn đột nhiên xuất hiện một bộ to lớn huyết hắc sắc đồng quan. Chấn thế đồng quan, khí tức kinh khủng quét sạch bốn phương tám hướng, Vân Phán Nhi thân ảnh của ba người bỗng ngưng một cái, trên mặt lộ ra nồng nặc hoảng sợ. Nhất là hai cái kia bị khống chế hung yêu, bọn họ đã từng thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua chấn thế đồng quan đáng sợ, đây chính là cùng bọn hắn chủ nhân yêu chủ cùng cấp độ cường giả pháp bảo a. Chết, Tiêu Phàm có thể không lo được nhiều như vậy, hắn tất nhiên bại lộ chấn thế đồng quan, liền chuẩn bị đại khai sát giới. Chỉ thấy sát ý của hắn gắt gao khóa chặt bằng tổ, một tay dắt lấy chấn thế đồng quan hung hăng chấn áp mà xuống. Hư không sụp đổ, dù cho vạn cổ hung phần, cũng khó có thể chịu đựng hắn kinh khủng lực lượng. Không bị hắn tỏa đỉnh cái kia bằng tổ ngửa mặt lên trời gào thét, có thể Tiêu Phàm căn bản không chần chờ chút nào. Phịch một tiếng nổ vang. Bằng tổ nhục thân bị chấn thế đồng quan chấn vỡ, máu tươi vẩy ra, máu nhuộm đỏ trường không. Tiêu Phàm lấy tay vung lên, vô số kiếm khí mãnh liệt, đem bằng tổ nhục thân quấy thành bột mịn, cái gì đều không lưu lại. Duy nhất lưu lại máu tươi, cũng bị Tiêu Phàm thu lấy. Hắn động tác rất nhanh, tất cả những thứ này, cơ hồ phát sinh ở trong hô hấp, cái kia thử yêu cùng Vân Phán Nhi hai người cũng là không rõ kinh hãi. Tiêu Phàm vừa rồi trong nháy mắt đó bùng nổ lực lượng, thật là đáng sợ đến bọn họ cảm giác không có nửa điểm sức phản kháng. Chết, mấy tức về sau, Vân Phán Nhi lấy lại tinh thần, một đạo bạch quang nở rộ, bay thẳng Tiêu Phàm đi. Bang bang, Tiêu Phàm vội vàng đem chấn thế đồng quan ngăn tại trước người, quỷ dị chính là, hào quang màu trắng kia tựa như thực chất tính công kích đồng dạng, đâm vào chấn thế đồng quan bên trên, vậy mà phát ra âm vang thanh âm. Tiêu Phàm biết rõ thiên nhân tộc rất mạnh, nhưng loại này thủ đoạn, cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy Vân Phán Nhi giống như mưa rơi công kích, Tiêu Phàm trong lòng lạnh lùng, lúc trước hắn là rất muốn giết Vân Phán Nhi. Nhưng là từ theo một ý nghĩa nào đó nói, Vân Phán Nhi lại từ khía cạnh nhắc nhở hắn, nhưng hắn chú ý thiên nhân tộc cường đại. Nếu như chỉ là vô ý thì cũng thôi đi, vạn nhất là hữu tâm đây, cái kia mình giết nàng, chẳng phải là giết nhầm. Đến lúc đó, bản thân làm sao đối mặt Vân Khê đây? Thở sâu, Tiêu Phàm không có đối Vân Phán Nhi xuất thủ, mà là khóa chặt điên cuồng công kích hắn thử yêu. Thử yêu nhìn thấy Tiêu Phàm ánh mắt chuyển hướng hắn. Bỗng nhiên giật mình, bị khống chế tâm thần vậy mà trong nháy mắt thanh tỉnh, giơ thẳng lên trời giận dữ hét, thiên nhân tộc, bản tổ cùng các ngươi thể không bỏ qua. Nhưng mà, Tiêu Phàm căn bản không có hạ thủ lưu tình, chấn thế đồng quan trực tiếp chấn áp mà xuống, hắn nhục thể bỗng nhiên nổ tung. Hắn bây giờ là hô to cùng thiên nhân tộc thể không bỏ qua, nhưng hắn vẫn như cũ khó thoát bị thiên nhân tộc khống chế vận mệnh, hiện tại bất tử, tương lai chắc chắn là thái cổ thần giới địch thù. Diệt thử yêu, Tiêu Phàm híp mắt mê hai mắt,
nhìn về phía Vân Phán Nhi nói, hiện tại tới phiên ngươi. Vân Phán Nhi nheo mắt, thân thể giống như khinh yến đồng dạng trong nháy mắt rút lui mấy ngàn dặm, ở sau lưng của nàng, vậy mà xuất hiện một đôi bạch sắc cánh. Một màn này, để Tiêu Phàm hết sức kinh hãi. Cái này chính là thiên nhân tộc sao? Tiêu Phàm không khỏi kinh ngạc, đây là hắn đệ nhất nhìn thấy thiên nhân tộc diện mục thật sự. Giết bọn hắn, Vân Phán Nhi cũng không quan tâm Tiêu Phàm thần sắc, mà là ra lệnh một tiếng. Mặt khác tám đại giả hung yêu nghe vậy, khí thế trên người vẫn là không ngừng kéo lên, lại đang thiêu đốt huyết dịch lực lượng. Bọn họ điên, thiêu đốt huyết khí, chẳng lẽ muốn theo chúng ta đồng quy vô tận? Quản hắn nha, trước làm thịt lại nói. Tiêu Phàm nhất phương người đầu tiên là không khỏi kinh hãi, bất quá rất nhanh bình tĩnh trở lại, lộ ra ngoan tuyệt. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Lăng Phong đám người, càng là không chút do dự thiêu đốt huyết khí lực lượng, khiến cho bản thân thực lực đạt tới được đỉnh phong trạng thái. Trải qua va chạm xuống tới, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Tiêu Phàm thấy thế, cũng không có tiếp tục đuổi giết Vân Phán Nhi, mà là nhào về phía giả thái cổ 12 hung, chỉ cần những cái này giả hung yêu cái chết, bọn họ cũng liền không sợ hãi. Tà Vũ, ta ngăn chặn hắn, ngươi làm thịt hắn. Tiêu Phàm thi triển vừa rồi hai đòn, khí thế trên người yếu không ít. Dù cho tu la cửu biến đệ thất biến cũng không kiên trì được bao lâu, nhưng ít ra thời gian ngắn ngăn chặn một cái trung phẩm pháp tôn cảnh hung yêu, vẫn là không có vấn đề quá lớn. Không đợi Tà Vũ trả lời, Tiêu Phàm tay trái dắt lấy chấn thế đồng quan, tay phải cầm tu la kiếm chém xuống một kiếm, cường đại khí tức để thiên địa biến sắc. Cái kia giả hung yêu trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Vô luận hắn giãy giụa như thế nào, lại căn bản không có một chút tác dụng nào. Chết, Tà Vũ phía sau một đạo bóng đen to lớn một kiếm bổ xuống, trực tiếp đem cái kia hung yêu xé nát, hóa thành minh mông huyết vụ tràn ngập hư không. Tiếp tục, chém tận giết tuyệt, Tiêu Phàm ngụm lớn thở phì phò, sắc mặt càng thêm trắng bạch. Tà Vũ gật gật đầu, đối mặt trung phẩm pháp tôn cảnh cường giả, hắn cũng chịu đựng lấy áp lực thực lớn. Nếu như không phải Tiêu Phàm xuất thủ, hắn có lẽ có thể giết chết cái kia giả hung yêu, cho dù cuối cùng hắn có thể đủ thắng được, cũng tuyệt đối chỉ là thắng thảm. Sau một khắc, hai người lần nữa phóng tới Diệp Khuynh Thành vị trí, rất nhanh lại giải quyết một cái giả hung yêu, ba người lại ngựa không dừng vó thẳng hướng Lăng Phong vị trí. Tiêu Phàm, người kia biết rõ không là đối thủ của chúng ta, vì sao không mang theo những cái này giả hung yêu đào tẩu? Đột nhiên, Tà Vũ vẻ mặt không hiểu cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Tiêu Phàm cũng hơi nghi hoặc một chút, Vân Phán Nhi căn bản không có nửa điểm thoái ý, mà là phải cùng bọn hắn đồng quy vô tận bộ dáng, vậy mà mệnh lệnh những cái kia hung yêu tự bạo. Nhưng mấy người tập thể áp chế dưới, những cái kia hung yêu liền tự bạo cơ hội đều không có, cuối cùng tất cả đều chết ở Tiêu Phàm dưới kiếm của bọn hắn. Vân Phán Nhi, hiện tại tới phiên ngươi. Nam Cung Tiêu Tiêu vẻ mặt tức giận nhìn chăm chú không chung cô lập thân ảnh, lạnh giọng nói. Vân Phán Nhi thần sắc lạnh lùng, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, cũng không có nửa điểm thương tâm, dường như vừa rồi chết cũng không phải là của nàng thuộc hạ. Vân Phán Nhi, uổng ta Tam Ca đã từng cứu ngươi, ngươi bây giờ lại tới giết hắn. Quan Tiểu Thất cũng vô cùng phẫn nộ. Bọn họ không biết là, cũng không phải là Vân Phán Nhi lạnh lùng, mà là thiên nhân tộc ý tứ. Ngay cả Tiêu Phàm cũng có một điểm nghĩ không hiểu, tất nhiên thái cổ thần giới cùng thiên nhân tộc có thù, vậy vì sao lúc trước lại muốn cho thiên nhân tộc trấn thủ chiến hồn đại lục đây? Chẳng lẽ sẽ không sợ thiên nhân tộc phát hiện chiến hồn đại lục bí mật sao? Tiêu Phàm, người vận khí sẽ không vĩnh viễn tốt như vậy. Vân Phán Nhi lãnh đạm để lại một câu nói, giang hai cánh ra, trong nháy mắt hơn vạn dặm, trực tiếp biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Thật nhanh! Đám người âm thầm kinh hãi. Vân Phán Nhi tốc độ, để mọi người ở đây đều có chút theo không kịp. Nếu đánh thật, bọn họ đều không có nửa điểm lòng tin. Tiêu Phàm nhíu mày, vừa rồi Vân Phán Nhi chiến đấu thời điểm, nhưng không có tốc độ nhanh như vậy a. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hơn nữa, Vân Phán Nhi lời nói, không hề giống đang uy hiếp hắn, ngược lại giống đang nhắc nhở hắn. Thiên nhân tộc ở nhằm vào ta sao? Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm, cái này khiến hắn tâm tình hết sức ngưng trọng. A, thiên tinh tử cùng tử thiên la đây. Lăng Phong đột nhiên kêu lên. Đám người cũng là vẻ mặt kinh ngạc, vẫn nhìn bốn phía,
lại là không có gặp hai người bóng dáng, thậm chí ngay cả Hiên Viên gia tộc người đều không thấy. Nhưng vừa rồi, hai người bọn họ còn rõ ràng đang chiến đấu a. Bọn họ đi xuống, Tiêu Phàm nhìn qua dưới chân đen kịt không có cuối Hắc Khanh, hắn mặc dù đang chiến đấu, thế nhưng ngẫu nhiên chú ý Thiên Tinh Tử bọn họ động tĩnh. Thiên Tinh Tử cùng Tử Thiên La hai người, tựa như phát hiện cái gì, đột nhiên một đầu ghi vào Hắc Khanh bên trong, lại cũng không một tiếng động. Chúng ta xuống dưới sao? Nam Cung Tiêu Tiêu hỏi, đối cái kia Hắc Khanh có chút kiêng kỵ. Tiêu Phàm trầm ngâm mấy tức, cuối cùng gật đầu một cái, xuống dưới. Nói xong, Lăng Phong dẫn đầu phi ra, cho mọi người mở đường, Tiêu Phàm cùng Khương Ách hai người đi ở vị thứ hai, những người khác theo sát phía sau, chẳng qua là cho Khương Ách duy trì khoảng cách nhất định. Hắc Khanh rất sâu, càng là hướng xuống, nhiệt độ giảm xuống cũng càng ngày càng lợi hại. Trước đó điểm này phá diệt chi lực, không có uy lực lớn như vậy. Tiêu Phàm trong lòng đốc định. Đồng thời, hắn nội tâm lại nghĩ tới một vấn đề khác, kia liền là cho đến bây giờ, hắn còn không có nhìn thấy hoang ma. Nhưng trước đó hắn đã xác định qua, hoang ma đích xác tiến nhập nơi này. Mọi người cẩn thận một chút, Tiêu Phàm nhắc nhở. Một chuyến mười mấy người chậm rãi chìm xuống, tâm thần khẩn trương tới cực điểm, phòng bị hướng về bốn phía. Kim Lân cùng ở sau lưng mọi người, thần sắc hơi hơi phức tạp, hắn rốt cuộc biết, Tiêu Phàm vì sao không thế nào quan tâm Kim Tu La tộc. Bên người hắn những người này, từng cái đều là biến thái, mỗi người cũng dám vượt cấp hai người chiến đấu. Phải biết, ở ý thức của hắn bên trong, cơ bản sẽ chỉ là cùng giai chiến đấu. Cho nên, vừa rồi một trận chiến, hắn căn bản không có chủ động đứng ra, Tiêu Phàm cũng không có gọi hắn. Trước đó hắn còn đang suy nghĩ không có đạt được 12 hung yêu chân linh mà ảo não, có thể bây giờ suy nghĩ một chút mới biết được, Tiêu Phàm dựa vào cái gì muốn cho hắn. Đồng thời, Kim Lân cũng nhìn ra một vài thứ, những người này, mỗi người đều nguyện ý vì Tiêu Phàm không màng sống chết, đây là hắn Kim Lân không thể nào làm được. Có lẽ, là ta đánh giá quá cao mình, Kim Lân trong lòng đắng chát, nguyên bản hắn cho là mình một cái hạ phẩm pháp tôn cảnh. Làm sao cũng sẽ nhận Tiêu Phàm coi trọng. Nhưng thấy đến trong những người trước mắt này lại có trung phẩm pháp tôn cảnh, Kim Lân lúc này mới biết mình ý nghĩ là buồn cười biết bao. Một cái hạ phẩm pháp tôn cảnh, căn bản chính là có cũng được không có cũng được tồn tại. Thấy đấy, đột nhiên, phía trước truyền đến lăng thanh âm của gió, đám người trong nháy mắt ngừng thân ảnh. Đám người địa đầu nhìn tới, loại kia đen nhánh cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một loại u ám, trong không khí tràn ngập một loại khí tức mục nát. Nơi này vậy mà có động thiên khác, đám người thấp giọng kinh hô. Tiêu Phàm thiểm thần xuất hiện ở Lăng Phong trước người, nhún nhún cái mũi, híp híp hai mắt nói, là hoang ma khí tức. Phủ chủ, nơi này có Tử Thiên La khí tức, bọn họ tiến về cái hướng kia. Tử Thiên Y chỉ trong đó một cái phương hướng nói. Đi, Tiêu Phàm quyết định thật nhanh. Mang theo đám người nhanh chóng đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, một cỗ huyết tinh chi khí xông lên đầu, vô số cỗ xúc mục kinh tâm thi thể hiện lên ở trước mắt mọi người. Là ta Hiên Viên gia tộc người. Hiên Viên Trảm Tiên sắc mặt hết sức âm trầm, hận không thể đem Thiên Tinh Tử ăn sống nuốt tươi. Đám người không có dừng lại, trên đường đi, Hiên Viên Trảm Tiên không ngừng liệm thi thể trên đất, sắc mặt càng khó coi. Không sai biệt lắm một nén nhang về sau. Phía trước truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau, đám người vội vàng tăng thêm tốc độ xông tới. Sau một khắc, đám người nhịn không được hít một hơi lạnh. Chỉ thấy phía trước một chỗ cổ lâm, khắp nơi đều là yêu thú thân ảnh, đang điên cuồng công kích Thiên Tinh Tử một đám thuộc hạ. Đám người cơ hồ không có bất luận cái gì sức hoàn thủ, hoàn toàn là một mảnh ngược lại chu diệt. Thiên Tinh Tử cùng Tử Thiên La đây, Tà Vũ ngắm nhìn bốn phía. Cũng không thấy Thiên Tinh Tử cùng Tử Thiên La thân ảnh. Phủ chủ, thuộc hạ xin chiến. Hiên Viên Trảm Tiên khẽ cắn môi, hắn là ở không cách nào trơ mắt nhìn xem Hiên Viên gia tộc người chết ở chỗ này. Dù cho Tiêu Phàm không nguyện ý, hắn cũng chỉ có thể vi phạm Tiêu Phàm mệnh lệnh. Lão nhị, tiểu ngũ, Kim Lân các ngươi cùng Hiên Viên Trảm Tiên cùng một chỗ. Tiêu Phàm do dự mấy tức nói. Tiêu Phàm, ta cũng ở lại đây đi. Ngươi đi tìm tới Thiên Tinh Tử, giết hắn. Tà Vũ nghĩ nghĩ, ánh mắt sắc bén nói. Còn có ta, Trúc Hồng Tuyết cùng Khương Ách cũng mở miệng. Tiêu Phàm bất đắc dĩ,
cuối cùng gật đầu một cái, lão đại, Diệp Khuynh Thành, các ngươi theo ta tiếp tục đi tới, những người khác lưu lại. Nghĩ nghĩ, Tiêu Phàm cảm thấy lưu lại nơi này ngược lại có thể là an toàn nhất, hắn nhất định phải nhanh tìm tới Thiên Tinh Tử. Gia hỏa này, cùng thiên nhân tộc có quan hệ lớn lao. Mà cái này khu vực, ẩn ẩn cùng yêu chủ có quan hệ, vạn nhất Thiên Tinh Tử thật tìm được yêu chủ nhục thân, đó đúng là phiền phức ngập trời. Lăng Phong một người mở đường, trực tiếp mang theo Tiêu Phàm cùng Diệp Khuynh Thành từ giữa đó xuyên qua, hậu phương muốn đuổi giết bọn hắn yêu thú, tất cả đều bị Tà Vũ bọn họ cản lại. Lão Tam, Diệp Huynh, cẩn thận một chút, thái cổ 12 hung chân thân khả năng liền táng ở chỗ này. Lăng Phong cho hai người truyền âm nói. Là thái cổ thiên hoàng trí nhớ lấy được tin tức, Tiêu Phàm ngưng tiếng hỏi. Lăng Phong trịnh trọng gật đầu. Nói, bên ngoài chỉ là một cái nhằm vào thiên nhân tộc cái bẫy mà thôi, mặc dù bên trong cũng có một chút bầy bố, nhưng chưa chắc có thể ngăn cản thiên nhân tộc. Ngươi là nói, vừa rồi Vân Phán Nhi ngăn cản chúng ta, là đang cho Thiên Tinh Tử tranh thủ thời gian. Tiêu Phàm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Có cực lớn khả năng. Lăng Phong trịnh trọng gật đầu, thiên nhân tộc mục tiêu không phải thái cổ 12 hung, mà là yêu chủ nhục thân, nếu để cho thiên nhân tộc người chiếm được yêu chủ nhục thân. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thiên nhân tộc, cũng là cố ý tê liệt chúng ta. Tiêu Phàm vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng có chút phát lạnh, hắn cảm giác mình đám người mỗi một bước đều bị người mưu hại lấy, loại này cảm giác, như có gai ở sau lưng. Hy vọng không phải như thế. Lăng Phong âm thầm lắc đầu, đột nhiên trong mắt tinh quang lấp lóe đến, chính là chỗ đó. Tiêu Phàm theo Lăng Phong phương hướng chỉ nhìn tới, trên mặt không khỏi hiện lên chấn kinh chi sắc. Ở tại bọn hắn bên ngoài mấy chục dặm, có một chỗ thật lớn phế tích khắp nơi đều là kiến trúc sụp đổ, kiến trúc 10 điểm cổ lão, tràn đầy tuế nguyệt khí tức. Xa xa nhìn tới, phế tích hiện lên màu mực, lộ ra một loại thần bí cùng khí tức tử vong, cũng không biết tồn tại dài hơn tuế nguyệt. Kỳ lạ là, ở cái kia kiến trúc sụp đổ trong đám, có một mảnh rộng rãi quảng trường bốn phía trưng bày 12 đầu cổ lão pho tượng. Có long, có phượng. Cũng có hổ, Tiêu Phàm mấy người không tự chủ được nghĩ tới thái cổ 12 hung, nhất là quảng trường ngay trung tâm, nằm lấy một đầu dài tới mấy trăm dặm long hình thạch điêu. Uy vũ, bá khí, những cái này từ đều không đủ lấy hình dung cái kia thạch điêu. Hắn toàn thân hiện lên hắc kim sắc, tản ra u quang, vảy nhỏ bé giống như rồng thực sự vảy, dưới hạ thể sinh ra ngũ trảo, vô cùng dữ tợn. Nhất là cái kia to lớn long đầu, càng là uy phong lẫm lẫm. Khí thế bất phàm. Cặp kia đen con mắt màu vàng óng bên trong, tản ra một cỗ hết sức bá đạo chi khí, dường như ở quan sát thương sinh, cái gì đều không bị nó để vào mắt. Chung quanh cái kia 12 đầu hung thú pho tượng, ở tại trước mặt, vậy mà hoàn toàn có thể không đáng kể, hơn nữa hiện lên quỳ lạy chi thế, cúi đầu. Cái kia chẳng lẽ là, Diệp Khuynh Thành cũng không nhịn được hít một hơi lạnh, trong mắt tinh quang lập lòe. Thần thú bảng xếp hạng đệ nhị, thái cổ kiếp long. Tiêu Phàm ngữ khí trầm thấp, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thần thú bảng xếp hạng người thứ hai thái cổ kiếp long thạch điêu. Trước kia chỉ là đang một ít thư tịch nhìn lên từng tới chân dung của nó, nhưng cũng không có bây giờ thấy được bá đạo, đại khí bàng bạc. Truyền văn, yêu chủ chân thân chính là thái cổ kiếp long. Lăng Phong hít sâu cửa nói. Hắn chiếm được thái cổ thiên hoàng truyền thừa ký ức. Biết rõ rất nhiều bí mật. Tiêu Phàm cùng Diệp Khuynh Thành hai người mí mắt hơi hơi nhảy một cái, mặc dù bọn họ ở nhìn thấy thái cổ kiếp long pho tượng thời điểm liền đã có chỗ phỏng đoán. Nhưng là, chân chính từ Lăng Phong trong miệng xác định việc này lúc, vẫn là không rõ kinh ngạc. Không biết thần thú bảng xếp hạng đệ nhất thần thú rốt cuộc là cái gì, trong thiên hạ thư tịch đều không có bất kỳ cái gì ghi chép. Diệp Khuynh Thành lại thở dài nói. Tiêu Phàm cũng hơi nghi hoặc một chút cùng tò mò, thiên hạ đệ nhất thần thú, hắn còn thật chưa nghe nói qua, thậm chí ngay cả danh tự đều không biết kêu cái gì. Phải biết, thái cổ kiếp long sở dĩ có thể xếp tại thần thú bảng xếp hạng người thứ hai, chính là bởi vì yêu chủ mạnh mẽ và đáng sợ. Nhưng mà, cho dù mạnh như yêu chủ, quản lý thái cổ 12 hung, cũng mới có thể trở thành đệ nhị thần thú mà thôi. Ba người chậm rãi hướng về phế tích tới gần. Tiến vào phế tích, bọn họ mới biết mình nhỏ bé. Cho dù là ở thái cổ 12 hung pho tượng trước mặt, bọn họ vẫn như cũ giống như con kiến,
lại càng không cần phải nói cái kia thái cổ kiếp long pho tượng. Cái này hình như là cái tế đàn cổ xưa. Diệp Khuynh Thành nhíu mày, dưới chân quảng trường phía trên, vậy mà phủ đầy rậm rạp chằng chịt phù văn, huyền diệu khó lường. Tiêu Phàm tự nhiên sớm đã phát hiện, linh hồn chi lực quét sạch mà ra, sao, muốn nhìn rõ ràng tế đàn này phù văn rốt cuộc là chỗ ích lợi gì. Nhưng quỷ dị chính là, hắn linh hồn lực lượng vừa mới bao trùm ở những văn lộ kia phía trên lúc, lại có một loại lực lượng đem hắn bắn ngược ra. Ầm ầm, kinh ngạc thời khắc, phía trước đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau, chỉ thấy hai đạo bóng người ở trên quảng trường thoáng hiện, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Là Tử Thiên La cùng Thiên Tinh Tử. Diệp Khuynh Thành lông mày hơi hơi ngưng tụ, bọn họ làm sao trở nên mạnh như vậy? Tiêu Phàm không nói, con người nhìn chằm chằm bốn phía, luôn cảm giác Tử Thiên La cùng Thiên Tinh Tử thân ảnh có chút không đúng, nhưng là lạ ở chỗ nào, lại không nói ra được. Lão Tam, ta đi trước thử một chút. Lăng Phong dẫn đầu bước vào tế đàn cổ xưa. Tiêu Phàm cùng Diệp Khuynh Thành hai người thời khắc hướng về tế đàn phía trên, Lăng Phong đi rất chậm, cũng rất bình tĩnh, cũng không có cái gì kỳ lạ sự tình phát sinh. Nhưng mà không sai biệt lắm mười mấy hô hấp về sau, Lăng Phong đột nhiên không nhúc nhích đứng ở cái kia. Lão đại, chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm truyền âm hỏi. Sau một khắc, chỉ thấy Lăng Phong thân ảnh đột nhiên chậm rãi hóa đá, hướng về thạch điêu thuế biến. Tiêu Phàm hiện trạng, trên mặt đại biến, trước tiên liền hướng về tế đàn phóng đi, nhưng mà lại bị Diệp Khuynh Thành giữ chặt, phủ chủ, người đừng đi, ta đi cứu hắn. Lời còn chưa dứt, Diệp Khuynh Thành không chút do dự vọt tới, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Hắn nắm lấy Lăng Phong đã hóa đá một dạng thân thể liền chuẩn bị tới phía ngoài bay đi, nhưng mà, khi hắn cánh tay tiếp xúc đến Lăng Phong trong nháy mắt, vậy mà cũng bắt đầu hóa đá. Dù cho phản ứng đã coi như là cực nhanh, có thể cho dù hắn buông lỏng ra Lăng Phong bả vai, hóa đá tốc độ cũng không giảm mảy may. Tiêu Phàm còn nghĩ xông đi lên cứu hai người, nhưng bây giờ hắn do dự. Bản thân đi lên, nếu như cũng hóa đá, đến lúc đó đều phải lưu lại nơi này. Diệp Khuynh Thành sở dĩ ngăn cản mình đi lên, không phải liền là lo lắng chuyện như vậy sao, chỉ là không nghĩ tới sự tình vậy mà thật đã xảy ra. Làm sao bây giờ? Tiêu Phàm trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, sau một khắc, hắn chia ra hai đạo linh hồn phân thân, hướng về Lăng Phong cũng Diệp Khuynh Thành chộp tới. Thế nhưng là, để Tiêu Phàm mắt trợn tròn chính là, hắn linh hồn phân thân ở chạm đến hai người lúc, cũng trong nháy mắt hóa đá, muốn đi đều đi không nổi. Bất quá, Tiêu Phàm ẩn ẩn cảm nhận được một loại lực lượng quỷ dị tràn vào linh hồn phân thân bên trong, mặc cho hắn làm sao phản kháng, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không chỉ là hắn nhục thể, cho dù là hắn linh hồn phân thân bên trong bản nguyên chi lực, ở chạm đến lực lượng quỷ dị kia về sau, cũng bắt đầu hóa đá. Tựa như thế gian này không có lực lượng gì có thể ngăn cản cái kia quỷ dị thạch hóa chi lực. Chờ, đột nhiên, Tiêu Phàm linh quang lóe lên, tựa như nhớ ra cái gì đó, ta nhớ được, thái cổ kiếp long thần thông, tựa như chính là hóa đá. Bỗng nhiên, Tiêu Phàm ánh mắt chuyển hướng cái kia thật lớn thái cổ kiếp long thạch điêu, trong đầu hắn nghĩ tới một loại khả năng. Không thể nào, Tiêu Phàm cau mày, liền chính hắn đều cảm thấy loại phỏng đoán này có chút không chân thực, thạch điêu này, lại tại sao có thể là chân chính thái cổ kiếp long đây? Nhưng nếu như không phải vậy, vậy bây giờ cái này thạch hóa năng lực lại không giải thích được. Yêu chủ, Tiêu Phàm thở sâu, ánh mắt bên trong hiện lên nồng nặc kiêng dè. Đột nhiên, nơi xa đánh nhau thân ảnh lại hấp dẫn Tiêu Phàm lực chú ý, chỉ thấy Tử Thiên La cùng Thiên Tinh Tử hai người vậy mà như vào chỗ không người. Chẳng những có thể bước vào tế đàn, hơn nữa còn có thể ở phía trên chiến đấu. Thiên Tinh Tử có được mấy giọt yêu chủ tinh huyết, có lẽ có thể chống đối cái kia thạch hóa chi lực, nhưng là Tử Thiên La đây. Tiêu Phàm không hiểu, híp hai mắt, trong đầu nhanh chóng phân tích. Đang lúc Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, lại là nhìn thấy Tử Thiên La trong tay cầm một khối ngọc bàn không ngừng chán phóng quang hoa, đem Tử Thiên La bao phủ ở bên trong. Huyền văn âm dương ấn, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên. Huyền văn âm dương ấn có thể tránh nạn xu thế phúc, chẳng lẽ có thể chống đối thái cổ kiếp long lực lượng quỷ dị. Khả năng này rất lớn, bằng không, Tử Thiên La cũng không cần cưỡng ép từ Tử Thiên Y trong tay cướp đi nó. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Thế nhưng là,
trên người mình lại có hay không có đồ vật gì có thể chống đối thái cổ kiếp long lực lượng đây. Chấn thế đồng quan, Tiêu Phàm trầm ngâm, sau đó âm thầm lắc đầu, chấn thế đồng quan có lẽ rất mạnh, nhưng chưa chắc có thể chống đối thái cổ kiếp long hóa đá lực lượng. Hơn nữa, hắn căn bản không có thử cơ hội, nhất định phải một lần thành công. Thời không thiên châu, Tiêu Phàm lại bỏ ý nghĩ này, thời không thiên châu lực công kích có lẽ vẫn được, nhưng hiện tại lại khác, Tiêu Phàm vẫn chưa hoàn toàn biết rõ ràng năng lực của nó. Thậm chí, Tiêu Phàm cảm thấy thời không thiên châu rất gân gà, cũng không biết làm sao trở thành lịch cổ 10 đại chí bảo người thứ tư. Mắt thấy Diệp Khuynh Thành cùng Lăng Phong hai người triệt để biến thành thạch điêu, Tiêu Phàm trong lòng càng bối rối. Nếu như không phải hắn có được hai người hồn phù, biết rõ hai người còn có giải cứu cơ hội, Tiêu Phàm đoán chừng sẽ triệt để phát cuồng. Hắc hỏa hồ lô, đột nhiên, Tiêu Phàm trong đầu toát ra một không giải thích được ý nghĩ. Giang tay ra bên trong, hắc hỏa hồ lô lập tức xuất hiện trong tay hắn, hơn nữa ở run không ngừng, hét lớn, nhanh, tiểu tử, mau đưa ta giấu đi. Ngươi nếu không thể giúp ta cứu bọn họ, ta đem ngươi vĩnh viễn bỏ ở nơi này. Tiêu Phàm ngữ khí băng lãnh. Lấy được hắc hỏa hồ lô đến nay, gia hỏa này một mực không có tác dụng gì, ngược lại bản thân bỏ ra không ít. Nếu quả như thật không có ích lợi gì, Tiêu Phàm thật không ngại ném nó. Hắc hỏa hồ lô khí linh cũng cảm nhận được Tiêu Phàm lãnh ý, đành phải thôi, đè thấp lấy thanh âm nói, ngươi nói, ta đem bọn hắn cứu ra, ngươi liền đem ta giấu đi. Không tới phiên ngươi tới nói điều kiện với ta, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng. Không biết, còn tưởng rằng hắc hỏa hồ lô mới là chủ nhân đây. Thân làm pháp bảo, lại hoàn toàn không có một chút pháp bảo giác ngộ. Ta nếu bị phát hiện, đối với ngươi cũng không chỗ tốt. Hắc hỏa hồ lô khí linh yếu ớt nói, sau một khắc, nó nắp bình đột nhiên mở ra, một đạo huyết hắc sắc quang mang phun ra. Sau một khắc, chỉ thấy huyết hắc sắc quang mang hóa thành hai đầu quang mang, cuốn lấy Lăng Phong cùng Diệp Khuynh thành thạch điêu. Kỳ lạ là, cái kia thạch điêu vậy mà bắt đầu chóc ra, lộ ra thân ảnh của hai người. Không sai biệt lắm mấy cái thời gian hô hấp, huyết hắc sắc quang mang cuốn một cái, liền đem hai người cuốn ra tế đàn. Lăng Phong cùng Diệp Khuynh Thành hai người há mồm thở dốc, trên mặt vô cùng nhợt nhạt, tựa như ở quỷ môn quan dạo qua một vòng. Phải biết, Lăng Phong cũng tốt, Diệp Khuynh Thành cũng được, đều có trong đối chiến phẩm pháp tôn năng lực A, nhưng bọn hắn vậy mà tại trên tế đàn không có nửa điểm sức phản kháng. Lão đại, Khuynh Thành, các ngươi không có sao chứ? Tiêu Phàm khẽ thở phào. Ta liền biết phủ chủ có thể cứu chúng ta. Diệp Khuynh Thành lắc đầu cười một tiếng. Bởi vì tin tưởng Tiêu Phàm, hắn mới lựa chọn bản thân động thủ trước. Lăng Phong lại là sắc mặt nghiêm túc nhìn trước mắt thái cổ kiếp long thạch điêu, ngữ khí trịnh trọng nói, hóa đá, là thái cổ kiếp long năng lực, chẳng lẽ đây quả thật là yêu chủ nhục thân? Hắn thấy, cũng chỉ có yêu chủ mới có đáng sợ như vậy thạch hóa năng lực, có thể tùy ý hóa đá hắn cái này trung phẩm pháp tôn cảnh cường giả. Tiêu Phàm cũng có phỏng đoán. Bất quá hắn vẫn như cũ không tin trước mắt thái cổ kiếp long thạch điêu liền là chân chính yêu chủ nhục thân. Cút ngay, đột nhiên, một tiếng quát như sấm vang lên. Chỉ thấy thiên tinh tử phía sau đột nhiên toát ra một đôi bạch sắc cánh, khí thế trên người tăng nhiều, một chưởng hung hăng đem Tử Thiên La ra ngoài. Tử Thiên La trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt càng ngày càng trắng bạch. Tiêu Phàm nhìn thấy Tử Thiên La, không khỏi nghĩ tới lúc trước Khương Ách lời nói. Khương Ách nói Tử Thiên La đã khí số sắp hết, sống không được bao lâu. Hắn hiện tại, hoàn toàn dựa vào hắn ý chí kiên trì. Nhưng Tiêu Phàm nghĩ không hiểu, Tử Thiên La đến cùng đang kiên trì cái gì. Chết đi, thiên tinh tử trong nháy mắt tựa như biến thành người khác, khí tức trên thân chợt tăng mấy lần, vậy mà đánh Tử Thiên La hoàn toàn không có sức đánh trả. Tử Thiên La thân thể không ngừng sụp đổ, huyết nhục vẩy ra, một lần lại một lần lui lại. Nhưng hắn vẫn như cũ kìm nén một hơi, gắt gao chống đỡ lấy. Thiên tinh tử một kích cuối cùng, một chưởng đánh vào Tử Thiên La đỉnh đầu, đánh nát đầu của hắn. Tử Thiên La thân thể cũng đồng thời sụp đổ, chỉ có một đạo tử quang bọc lấy huyền văn âm dương ấn cấp tốc lui lại, hướng về Tiêu Phàm bọn họ vị trí kích xạ mà đến. Tiêu Phàm trước tiên hướng về huyền văn âm dương ấn chụp tới, đây chính là có thể chống đối thái cổ kiếp long thần thông đồ vật. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Mặt khác,
huyền văn âm dương ấn bên trên còn có Tử Thiên La hư nhược linh hồn, hắn không thể lấy mắt nhìn Tử Thiên La chết. Người này, mặc dù một lần trợ giúp bản thân địch nhân ứng phó bản thân, nhưng Tiêu Phàm không hề cảm thấy hắn chán ghét, tương phản, thậm chí còn có chút đồng tình cùng thưởng thức. Đồ chán sống, Thiên Tinh Tử nhìn thấy Tiêu Phàm vậy mà cướp đoạt huyền văn âm dương ấn, phía sau giang hai cánh ra, hóa thành một đạo bạch sắc thiểm quang thẳng hướng Tiêu Phàm. Hừ, lúc này, Lăng Phong cùng Diệp Khuynh Thành hai người đồng thời đạp không mà lên, bọn họ mặc dù không dám bước vào tế đàn cổ xưa, thế nhưng là, ở tế đàn bên ngoài, bọn họ có thể không sợ hãi. Tốc độ của hai người rất nhanh, không kém gì Thiên Tinh Tử bao nhiêu, trong nháy mắt đại khái trước mặt hắn. Nhưng mà, sau một khắc, hai người giống như đạn pháo một dạng bay ngược mà ra, trọng trọng đập xuống đất, vang lên vô số bụi bặm. Bắt lấy huyền văn âm dương ấn Tiêu Phàm, vừa lúc thấy một màn như vậy, trong lòng âm thầm kinh hãi. Phải biết, lấy Lăng Phong cùng Diệp Khuynh Thành thực lực, dù cho đối chiến thượng phẩm pháp tôn cường giả đều không có bất kỳ cái gì áp lực a, có thể giờ phút này lại bị Thiên Tinh Tử một đòn đánh bay. Hắn không phải tu vi rơi xuống khỏi phẩm pháp tôn sao, làm sao trở nên cường đại như thế? Tiêu Phàm, nhanh, ngăn cản hắn. Trong tay huyền văn âm dương ấn truyền đến Tử Thiên La thanh âm, hết sức yếu ớt, bức thiết, không thể để cho hắn mở ra yêu chủ táng địa, hắn nghĩ chiếm lấy yêu chủ nhục thân. Yêu chủ táng địa, Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại, nhìn về phía cách đó không xa tế đàn, chẳng lẽ cái kia thạch điêu cũng không phải là yêu chủ nhục thân, mà là tại dưới tế đàn. Nho nhỏ thượng phẩm nguyên tôn, cũng muốn ngăn ta. Thiên Tinh Tử đi từng bước một đến, ngạo khí hết sức, hoàn toàn không đem Tiêu Phàm để ở trong mắt. Tiêu Phàm lông mày ngưng tụ, ngươi không phải Thiên Tinh Tử. Hắn hiểu Thiên Tinh Tử mặc dù ác độc, nhưng xác thực siêu phàm xuất trần, có một loại thường nhân khó có siêu nhiên khí chất. Tí tí, ta là ai không trọng yếu, dù sao ngươi đều là một người chết. Thiên Tinh Tử nhếch miệng cười một tiếng, mười điểm cuồng vọng, bá đạo. Tiêu Phàm cũng không phải e ngại, mà là luôn cảm giác sự tình không đơn giản, khống chế Thiên Tinh Tử người, thực lực rất mạnh. Thiên nhân tộc, Tiêu Phàm hỏi dò. Nha, ngược lại có chút kiến thức, Thiên Tinh Tử ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt tràn đầy hờ hững, cả người cao cao tại thượng, quan sát Tiêu Phàm nói, bản tôn nhị dực thiên nhân, thiên giang. Có thể chết ở bản tôn trong tay, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Nhị dực thiên nhân, Tiêu Phàm sững sờ. Chẳng lẽ cái này thiên nhân tộc cũng là dựa theo cánh để phân chia thực lực sao? Ta vì sao phải dùng một cái lại đây? Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ tới kiếp trước trong tiểu thuyết thấy qua cái gì thiên sứ, không phải liền là dựa theo cánh để phân chia sao? Chẳng lẽ cái này thiên nhân tộc cũng là như thế? Cái gì thiên nhân, nguyên lai là một đám điểu nhân mà thôi. Tiêu Phàm bĩu môi, trong mắt tràn đầy khinh thường nói. Điểu nhân, phía dưới Lăng Phong cùng Diệp Khuynh Thành nghe vậy, khóe miệng có chút co lại. Bọn họ cũng đều biết, thiên nhân tộc thần bí, có thể nói là không người dám khinh thường. Nhưng Tiêu Phàm ngược lại tốt, vậy mà mắng thiên nhân tộc là điểu nhân, đối diện Thiên Tinh Tử không giận mới là lạ chứ. Quả nhiên, Thiên Tinh Tử sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Có thể nói, thiên nhân tộc chính là hắn lớn nhất kiêu ngạo, bây giờ lại bị người giận mắng, cái này khiến hắn làm sao nén giận. Ta biết ngươi, Tiêu Phàm. Người sẽ chết rất thê thảm. Thiên Tinh Tử nghiến răng nghiến lợi, sát khí nặng nề nói. Không, chuẩn xác mà nói, hắn không phải Thiên Tinh Tử, mà là thiên nhân tộc Thiên Giang, hắn hận không thể đem Tiêu Phàm tháo thành tám khối. Tiêu Phàm thần sắc như thường, một tay nắm lấy Tu La Kiếm, lãnh đạm nhìn xem Thiên Giang. Hắn cũng không quay đầu lại ném ra mấy cái đan dược cho Diệp Khuynh Thành cùng Lăng Phong, thản nhiên nói các ngươi lui ra phía sau một điểm. Lão Tam, Lăng Phong còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ là phun ra hai chữ cẩn thận. Diệp Khuynh Thành không nói thêm gì, Tiêu Phàm đã có nắm chắc, vậy khẳng định không có vấn đề. Thiên Giang là mạnh, nhưng Tiêu Phàm yếu sao? Cho đến nay, Diệp Khuynh Thành còn chưa bao giờ thấy qua Tiêu Phàm ra tay toàn lực. Dù cho hắn chỉ là thượng phẩm nguyên tôn cảnh, vậy thì như thế nào? Quay lại đây nhận lấy cái chết, Tiêu Phàm Tu La Kiếm rung động. Sát khí nặng nề nói, trong nháy mắt tựa như biến thành người khác. Tự tìm cái chết, Thiên Giang giận tím mặt, hậu phương hai cánh chấn động, trong nháy mắt xuất hiện Tiêu Phàm trước người, trong tay xuất hiện một đầu tia chớp vàng, hướng về Tiêu Phàm hung hăng rút tới.
Tiêu Phàm không chút hoang mang, Tu La kiếm kéo cái kiếm hoa, chém về phía Thiên Giang. Bang, một đạo tiếng kim loại va chạm vang lên, để Tiêu Phàm kinh ngạc chính là, cái kia kim sắc thiểm quang vậy mà hết sức cứng cỏi, cùng Tu La kiếm ma sát đốm lửa bắn tứ tung. Ngay sau đó, kim sắc thiểm quang đột nhiên chuyển biến, hóa thành một đạo lợi kiếm đâm tới. Tiêu Phàm vội vàng dùng Tu La kiếm chống đối, bá đạo lực lượng lại đem hắn trực tiếp chấn động bay ra ngoài. Chút thực lực ấy, còn lớn lối như thế, thật không biết ngươi là làm sao sống đến bây giờ. Thiên Giang mặt coi thường nhìn xem Tiêu Phàm, thân thể nhanh chóng theo vào. Trong tay kim sắc thiểm quang như có sinh mệnh đồng dạng, chớp mắt đã đến Tiêu Phàm trước mắt. Xa xa nhìn tới, liền tựa như một đầu kim sắc hàng dài, phía trên càng là tản ra một cỗ vô thượng long uy. Sợ đúng không? Không sợ nói cho ngươi, đây là một đầu nửa bước tổ long gân rồng, có thể chết tại cái này gân rồng phía dưới, ngươi cũng chết không oan uổng. Thiên Giang nhe răng cười một tiếng. Nhưng trong tay lại không có nửa điểm hạ thủ lưu tình, gân rồng hất lên, hung hăng hướng về Tiêu Phàm đầu rút đi. Tiêu Phàm thân hình không ngừng lấp lóe, có thể cái kia gân rồng tốc độ lại là không chậm mảy may, thậm chí càng nhanh mấy phần, để Tiêu Phàm cực kỳ chật vật. Hắn thử nghiệm lấy tay đi tóm lấy gân rồng, có thể gân rồng lại sắc bén như đao, trực tiếp cắt ra bàn tay của hắn, máu tươi bắn tung tóe. Tiêu Phàm nhíu mày, hắn đều không thể không thừa nhận, hôm nay sông rất cường đại, cũng rất khó giải quyết. Qua nhiều năm như vậy, Tiêu Phàm đối thủ bên trong, Thiên Giang không hề nghi ngờ là mạnh nhất, độc nhất vô nhị. Nhìn thấy Tiêu Phàm ăn quả đắng, Thiên Giang càng thêm đắc ý quên hình, hư không khắp nơi đều là kim sắc thiểm quang, lít nha lít nhít, cơ hồ không thể trốn đi đâu được. Quá yếu, cũng liền có thể làm Thiên Tinh Tử đối thủ mà thôi. Thiên Giang trên mặt đều là vẻ ngạo nhiên, một loại thiên nhiên cảm giác ưu việt lộ rõ trên mặt. Tiêu Phàm thần sắc như thường, chút thương thế này đối với hắn mà nói hoàn toàn có thể không đáng kể. Về phần chật vật, hắn hiện tại chỉ là phòng thủ mà thôi, còn không có chân chính động thủ đây. Kiếm phệ, Tiêu Phàm trong lòng một tiếng khẽ nói, vô cùng vô tận kiếm khí từ trên người hắn bộc phát ra, hóa thành một cái kiếm đạo kết giới. Hư không truyền ra một trận đinh đinh đương đương thanh âm, khắp nơi đều là kiếm ảnh cùng kim quang, lít nha lít nhít, cơ hồ dày đặc cả vùng không gian. Thiên Giang nhíu mày, cái kia rậm rạp chằng chịt kiếm ảnh cùng kim quang ảnh hưởng hắn ánh mắt, hắn đã mất đi Tiêu Phàm tung tích. Tuyên cổ thông thông, cũng đúng lúc này, Thiên Giang sau lưng đột nhiên truyền ra giọng nói lạnh lùng, một cỗ sức mạnh huyền diệu từ trên người hắn đảo qua. Cái gì? Thiên Giang trên mặt lộ ra kinh sợ. Hắn vậy mà không biết Tiêu Phàm là lúc nào xuất hiện ở sau lưng hắn, hơn nữa, cái kia quỷ dị thời không chi lực, vậy mà nhường hắn không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Sau một khắc, hắn tu vi đột nhiên bắt đầu thẳng tắp ngã xuống. Hạ phẩm pháp tôn, thượng phẩm nguyên tôn, trung phẩm nguyên tôn, vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, hắn tu vi liền rơi vào hạ phẩm nguyên tôn, miễn cưỡng trốn ra thời không chi lực bắt phạm vi. Khi hắn lấy lại tinh thần, lại là phát hiện, một thanh trường kiếm đã gác ở trên cổ của hắn. Người vậy mà nắm trong tay thời không bản nguyên lực lượng. Thiên Giang hai mắt đỏ bừng, tràn ngập không cam lòng, đáng tiếc, bản tôn chỉ là chiếm cứ Thiên Tinh Tử nhục thân, bằng không mà nói, ngươi nhất định phải chết. Ngươi quá yếu, Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Phốc phốc, một đạo kiếm quang hiện lên, Thiên Tinh Tử đầu ném đi mà lên. Cùng lúc đó, một đạo bạch quang bỗng từ Thiên Tinh Tử trên người bắn ra, hướng về nơi xa bỏ chạy. Muốn chạy trốn, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, kiếm thể không chút do dự thi triển, hư không truyền đến một đạo kêu thảm, Thiên Giang tàn hồn trong nháy mắt tan thành mây khói. Ngay sau đó, Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào Thiên Tinh Tử trên người. Hắn không có tiếp tục xuất thủ, mà là trơ mắt nhìn xem Thiên Tinh Tử đầu lâu trở lại trên thân thể của hắn. Thiên Tinh Tử, ngươi không có gì muốn nói với ta sao? Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Thiên Tinh Tử thở sâu, xoắn suýt một lần mới nói, cẩn thận thiên nhân tộc, bọn họ. A Thiên Tinh Tử lời còn chưa dứt, đột nhiên toàn thân bốc cháy lên bạch sắc hỏa diễm, hắn thân thể nhanh chóng tan rã. Hiển nhiên, thiên nhân tộc ở trên người hắn bố trí một ít cấm chế, nhưng hắn không cách nào nói ra thiên nhân tộc một số bí mật. Chỉ cần mở miệng, hắn liền sẽ tự đốt mà chết. Tiêu Phàm lách mình xuất hiện ở Thiên Tinh Tử trước người,
muốn thay hắn ngăn cản cái kia hỏa diễm, có thể bất kể như thế nào, hắn đều hủy diệt không được. Tiêu Phàm, vô dụng, thiên nhân tộc thủ đoạn, người không hiểu. Thiên Tinh Tử đắng chát cười một tiếng, đáng tiếc, ta không cách nào đến giúp ngươi cái gì. Tiêu Phàm không biết nói cái gì, từ vừa mới bắt đầu, Thiên Tinh Tử đều sẽ hắn địch nhân, hắn chưa bao giờ nghĩ tới có thể làm cho Thiên Tinh Tử hỗ trợ. Tiêu Phàm, đã từng ta, là muốn đánh bại ngươi, chứng minh ta so ngươi càng thiên tài. Thiên Tinh Tử buồn bã thanh âm truyền đến, có thể từ ta biết thiên nhân tộc một ít chuyện về sau, ta chỉ nghĩ đến chứng minh mình là thái cổ thần giới một thành viên. Tiêu Phàm trầm mặc, Thiên Tinh Tử lại là tự giễu cười một tiếng, cũng đúng, ngươi là của ta địch nhân, lại làm sao có thể tin tưởng ta đây. Ta tin tưởng ngươi, Tiêu Phàm lại là lắc đầu. Thiên Tinh Tử hơi sững sờ, sau đó lại nói, ngươi đi đi, ta nghĩ đem thứ ta biết nói cho ngươi, thế nhưng là ta lại cũng không nói ra được. Nếu như ta bản thân có biện pháp biết rõ, vô luận ta đối với ngươi làm cái gì, ngươi có hay không trách ta? Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Miễn là ngươi có thủ đoạn, coi như ta thay thái cổ thần giới làm một điểm cuối cùng cống hiến. Thiên Tinh Tử lắc đầu. Tiêu Phàm nghe vậy, cũng cực kỳ quyết đoán, trong mắt toát ra hai đạo lục quang, bay thẳng Thiên Tinh Tử trong mắt đi. A Thiên Tinh Tử dường như nhận lấy một loại nào đó kích thích, quanh thân hỏa diễm uy lực bạo tăng vô số lần. Cả người trực tiếp hóa thành kiếp cho. Tiêu Phàm cũng bị cỗ kia lực lượng hất bay ra ngoài, trơ mắt nhìn xem Thiên Tinh Tử biến mất, chỉ có hư không quanh quẩn một thanh âm, Tiêu Phàm, thái cổ thần giới nhờ vào ngươi. Tiêu Phàm hướng về Thiên Tinh Tử biến mất địa phương, thật lâu không nói. Đã từng địch nhân, trước khi chết lại đem hy vọng ký thác cho mình, đây không thể nghi ngờ là một loại cực lớn châm chọc. Bất quá, Tiêu Phàm chưa từng có cỡ nào ghi hận Thiên Tinh Tử. Thiên Tinh Tử cố nhiên là địch nhân không sai, nhưng hắn rất ít sử dụng âm mưu quỷ kế, mà là đường hoàng cùng hắn tranh chấp. Thiên hạ tu sĩ, lại có ai không phải đang tranh đây? Không tranh, dùng cái gì cường đại? Không tranh, dùng cái gì bảo hộ người bên cạnh mình? Ngươi yên tâm, ngươi thù, ta sẽ cho ngươi báo. Tiêu Phàm trầm ngâm một tiếng, tập trung ý chí, ánh mắt nhìn về phía xa xa tế đàn cổ xưa. Lão Tam. Lăng Phong cùng Diệp Khuynh Thành hai người đi tới, hai người đã hoàn toàn khôi phục thương thế, chỉ là nhìn qua sắc mặt hơi trắng bệch mà thôi. Ta không sao, Tiêu Phàm cười lắc đầu, không có nhiều lời. Lăng Phong cũng sẽ không hai lời, hắn biết rõ, Tiêu Phàm thừa nhận quá nhiều đồ vật, hắn có thể làm, chính là tùy thời đứng ở bên người Tiêu Phàm, cùng nhau đạp vào chiến trường. Tiêu Phàm từ trên cao quan sát phía dưới tế đàn cổ xưa, chau mày. Tế đàn phía trên phức tạp phù văn, hắn vậy mà không nhìn rõ ràng. Phải biết, hắn dù sao cũng là đỉnh cấp trận pháp sư A. Trong lúc nhất thời, ba người rơi vào trong trầm tư, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể mở ra tế đàn đây. Mà lúc này, một mảnh không biết không gian bên trong, một đạo áo trắng thân ảnh bỗng mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên vẻ ác liệt. Tiêu Phàm, bản tôn không giết ngươi, thề không làm người. Áo trắng thân ảnh dày đặc khí lạnh nói. Hắn không phải người khác, chính là bị Tiêu Phàm chém dụng tàn hồn Thiên Giang. Ở hắn cách đó không xa, còn cung kính đứng đấy một loạt người áo trắng, từng cái đều tản mát ra một loại siêu phàm thoát tục, không nhiễm bụi bặm khí chất. Nhưng đồng thời, trong mắt của bọn họ băng lãnh vô tình, giống như người chết. Ở những cái này người áo trắng phía trước nhất, đứng đấy một cái nữ tử váy trắng, nữ tử thần sắc rất lạnh lùng. Cùng ngày sông ánh mắt rơi vào nữ tử váy trắng trên người thời khắc, trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng nóng bỏng. Vân Phán Nhi, ta nghe nói, ngươi cùng cái kia Tiêu Phàm tương giao tâm đầu ý hợp. Thiên Giang tà tà cười nói, ngươi nếu không nghĩ việc này bị đại nhân biết rõ, có phải hay không nên cho ta chút gì? Thiên Giang vậy mà trước mặt nhiều người như vậy uy hiếp Vân Phán Nhi, đủ để có thể thấy được hắn vô sỉ. Ngươi muốn cái gì? Vân Phán Nhi sắc mặt băng lãnh. Dường như không có bất kỳ cái gì hóa ra. Nếu không, bồi ta mấy cái buổi tối. Thiên Giang tựa như âm mưu được như ý đồng dạng, trên mặt lộ ra một vòng cười tà. Ngươi hẳn là đến hỏi cửu thống lĩnh đại nhân. Vân Phán Nhi cũng không tức giận, ngược lại thản nhiên nói. Thiên Giang sắc mặt trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ, đối Vân Phán Nhi trong miệng cửu thống lĩnh tràn đầy nồng nặc vẻ kính sợ, dù cho người kia không ở chỗ này, hắn cũng không dám có bất kỳ ngỗ nghịch.
Vân Phán Nhi, ngươi không cần uy hiếp ta, chờ ta lập công lớn, ta tự mình hướng cửu thống lĩnh cầu thưởng, để cho nàng đem ngươi ban cho ta. Thiên Giang nghiêm giọng nói. Là ngươi trước uy hiếp ta. Vân Phán Nhi tấm kia vạn năm băng sơn đồng dạng lạnh lùng khuôn mặt, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Hừ, bản tôn tự mình đi đuổi bắt Tiêu Phàm. Thiên Giang lạnh rên một tiếng, đột nhiên lấy tay vung lên, nói tất cả thiên nô, cùng bản tôn đi. Nói xong, Thiên Giang phóng ra bước chân, hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhưng mà, mới vừa đi ra mấy bước, hắn lại bỗng đã ngừng lại thân hình, lại là sau khi thấy được phương người áo trắng, không có một cái nào phóng ra bước chân. Các ngươi thật lớn gan chó, dám làm trái bản tôn mệnh lệnh. Thiên Giang giận tím mặt, kinh khủng sát khí đang cuộn trào mãnh liệt, hướng về những cái kia người áo trắng quét sạch đi. Thiên Giang, cửu thống lĩnh có lệnh, bọn họ bây giờ nghe từ ta điều lệnh. Vân Phán Nhi xòe bàn tay ra, bàn tay ngọc tâm đột nhiên xuất hiện một viên bạch sắc ngọc lệnh. Nhìn thấy cái này ngọc lệnh, Thiên Giang con người hơi hơi co rụt lại, sau đó hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ sát tại hư không, cung bái nói, Thiên Giang bái kiến thống lĩnh đại nhân. Nói xong, Thiên Giang đứng dậy, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Vân Phán Nhi nói, Vân Phán Nhi, ngươi có tài đức gì, để thống lĩnh đại nhân đem thống lĩnh ngọc lệnh ban cho ngươi. Nói ra lời này thời khắc, Thiên Giang trên mặt đều là không dám, thiếu chút nữa thì xuất thủ cướp đoạt ngọc lệnh. Ngươi là nghi vấn cửu thống lĩnh sao? Vân Phán Nhi thần sắc không hề bận tâm, phảng phất thế gian không có cái gì có thể chấn động tiếng lòng của nàng. Ngươi, Thiên Giang sắc mặt kìm nén đến tái nhợt, nhưng cố không dám nói thêm cái gì. Hắn từ đâu tới lá gan đi nghi vấn thống lĩnh đại nhân, bằng không hắn cũng sẽ không e sợ như thế cửu thống lĩnh. Tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Thiên Giang khẽ cắn môi, hất lên áo bào, thân hình lóe lên, trong nháy mắt rời đi mảnh không gian này. Vân Phán Nhi cũng không xuất thủ ngăn cản, mà là nhàn nhạt nhìn phía sau mấy trăm thiên nô, các ngươi cùng ta tiến đến cướp đoạt yêu chủ cùng 12 hung yêu nhục thân. Là, mấy trăm thiên nô cung kính hẳn là. Ngay sau đó, không gian bốn phía một trận vặn vẹo, đám người tất cả đều tại chỗ biến mất. Lại nói Tiêu Phàm ba người, một mực ngừng chân ở tế đàn cổ xưa trước mặt, suy nghĩ phương pháp phá giải, chớp mắt liền đi qua thời gian một ngày. Lúc này, Tà Vũ bọn họ cũng chạy tới, những yêu thú kia đột nhiên quỷ dị tán đi, thần đạo cổ thành người, bao quát hiên viên gia tộc người ở bên trong, cũng còn sống hơn nghìn người. Nhưng những người này, ít nhiều đều thụ một chút tổn thương. Tiêu Phàm, thế nào? Tà Vũ nhìn một cái kia cổ lão tế đàn, biểu tình ngưng trọng. Tiêu Phàm lắc đầu, tập trung ý chí, nhìn về phía sau hơn nghìn người, cuối cùng ánh mắt rơi vào hiên viên Trảm Tiên trên người, hiên viên Trảm Tiên, người trước mang thần đạo cổ thành người rời đi. Thật sự là những cái này quá nhiều người, vạn nhất nơi này lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nhất định phải chết không ít. Tiêu Phàm mặc dù không có khả năng từng cái đi cứu, nhưng cũng không thể để bọn họ chịu chết uổng. Phải biết, to lớn thần đạo cổ thành, cũng chỉ còn lại 1.000 người này, xem như trụ cột vững vàng. Hiên viên Trảm Tiên còn muốn nói điều gì, có thể nhìn đến Tiêu Phàm ánh mắt kiên định, cùng hơn ngàn người ánh mắt sợ hãi lúc, cuối cùng vẫn gật đầu. Nếu như bọn họ nguyện ý, dẫn bọn hắn đi vô tận thần thành, thái cổ thần giới đại kiếp, ai cũng chạy không thoát. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Tốt, ta sẽ thuyết phục bọn họ, mặt khác, nếu như thần đạo cổ cương người nguyện ý gia nhập đây. Hiên viên Trảm Tiên gật gật đầu. Hắn biết rõ Tiêu Phàm ý tứ, thần đạo cổ thành đã chỉ còn trên danh nghĩa, bọn họ những người này một đạo trở thành năm bè bảy mảng, chỉ có thể chết càng nhanh. Ngược lại là vô tận thần thành, có lẽ có thể giữ được bọn hắn một cái mạng. Tương lai đang muốn đối mặt dị ma, cùng cái kia thần bí thiên nhân tộc, cũng có thể tận một phần lực lượng. Vô tận thần phủ, càng nhiều càng tốt, Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói. Ta đã biết, hiên viên Trảm Tiên gật gật đầu. Lão Nhị, Tiểu Ngũ, Ma Thái Hư, Phượng Trung Hoàng, Ngọc Thương Lưu, các ngươi hộ tống bọn họ rời đi. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm đưa mắt nhìn Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ rời đi, nơi này chỉ để lại mấy người mà thôi. Tiêu Phàm, đa tạ ngươi cứu ta một mạng. Lúc này, Tiêu Phàm trong tay huyền văn âm dương ấn đột nhiên truyền đến Tử Thiên La thanh âm, hắn nói một cách vô cùng trịnh trọng, có lẽ, ta có thể giúp ngươi mở ra tế đàn. Tử Thiên La thoại âm vừa dứt,
mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng tề tụ ở trên người hắn. Ngươi làm cái gì không nói sớm? Tiêu Phàm vẻ mặt khó chịu, cau mày. Ngươi nha không thấy được ta nghĩ một ngày sao? Tất nhiên ngươi biết rõ phương pháp, vì sao không nói sớm một chút đi ra? Bất quá, khi hắn nhìn thấy Tử Thiên Y lúc, Tiêu Phàm liền hiểu, hắn là đang chờ Tử Thiên Y. Hiện tại Tử Thiên Y đến, hắn mới nói ra lời này, hẳn là có cái gì phải đóng thay mặt Tử Thiên Y. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cầm trong tay huyền văn âm dương ấn đưa cho Tử Thiên Y. Tử Thiên Y ánh mắt phức tạp, khi còn bé, hắn cực kỳ sùng bái bản thân đại bá, hắn xoán mệnh chi thuật để người nhìn theo bóng lưng, Tử Thiên gia tộc không người có thể so sánh. Dù cho người người nói Tử Thiên La phản bội Tử Thiên gia tộc, nhưng hắn vẫn không tin. Thẳng đến lần trước, Tử Thiên La từ trong tay hắn cướp đi huyền văn âm dương ấn, hắn mới cải biến đối Tử Thiên La cách nhìn. Tử Thiên La không có phản bội các ngươi Tử Thiên gia tộc. Tiêu Phàm nhìn thấy Tử Thiên Y thật lâu không đưa tay, thuận miệng nói một câu, lần trước nếu như không phải Tử Thiên La trong bóng tối giúp các ngươi, Tử Thiên gia tộc đã sớm diệt vong. Tiêu Phàm mặc dù đối Tử Thiên La cũng không quá cảm mạo, dù sao hắn là bản thân địch nhân, từng trợ giúp Hoang Vô Cực truy sát qua bản thân. Nhưng là, Tử Thiên La đối Tử Thiên gia tộc cũng không tệ lắm, Tiêu Phàm cảm thấy hẳn là trả lại hắn một cái công đạo. Quả nhiên, Tử Thiên Y nghe nói như thế, thân thể đều khẽ run một lần, run run rẩy rẩy tiếp nhận huyền văn âm dương ấn. Đại bá, vì sao? Tử Thiên Y vẫn là tình không mình hỏi lên. Hắn rất muốn biết rõ, Tử Thiên La tình nguyện bị Tử Thiên gia tộc tất cả mọi người ghi hận, cũng không biện giải cho mình. Đây là ta số mệnh, Tử Thiên La khổ sở thanh âm vang lên, coi ta thu hoạch được tiên tổ truyền thừa một khắc kia trở đi, ta liền trở thành vạn cổ hung phần cửa vào người thủ mộ. Người thủ mộ, đám người giật mình, chỉ có Tiêu Phàm nghe được mấy chữ này, lại có chút cảm giác quen thuộc, trong đầu dường như hồi tưởng lại cái gì, nhưng liền là nghĩ không ra. Ta biết. Không bao lâu, thiên nhân tộc liền sẽ đánh vạn cổ hung phần chủ ý, lưu tại Tử Thiên gia tộc, địch tối ta sáng, ta Tử Thiên gia tộc quá nguy hiểm. Tử Thiên La giải thích một câu, đây cũng là hắn một lần duy nhất giải thích, hơn nữa cũng vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủn mấy câu. Nhưng mấy câu nói đó, đối với Tử Thiên Y mà nói, đã đủ rồi. Thầy tướng số, có thể so với người khác càng có thể rõ ràng cảm nhận được một vài thứ. Có lẽ... Người khác sẽ cho rằng, Tử Thiên La chiếm được tiên tổ truyền thừa, hẳn là may mắn, bởi vì đây là một loại vinh dự vô thượng, cùng may mắn. Nhưng đối với Tử Thiên La mà nói, lại là tai nạn cùng ác mộng. Nhưng mà, hắn không nguyện ý đem cái này tai nạn cùng ác mộng tái giá cho Tử Thiên gia tộc, bởi vậy mới lựa chọn một thân một mình tiếp nhận. Hắn lời nói rất đơn giản, nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được Tử Thiên La trên người thừa nhận áp lực cùng trách nhiệm. Nếu là người bình thường, đoán chừng đã sớm đi thẳng một mạch. Mà Tử Thiên La, lại kiên trì tới hiện tại. Vậy ngươi vì sao vài tháng trước, liền đã tiêu hao hết khí số? Tiêu Phàm nghĩ tới điều gì, nhịn không được hỏi. Một bên Khương Ách cũng lộ ra vẻ tò mò, lúc ấy hắn kết luận Tử Thiên La là một cái người sắp chết, hoàn toàn dựa vào một người ý chí đang chống đỡ. Theo lý thuyết, Tử Thiên La hẳn là đã sớm chết, vậy mà kiên trì tới hiện tại. Cái này đã hơn mấy tháng. Bởi vì, ta cưỡng ép tăng cao tu vi, để cho mình đạt đến trung phẩm pháp tôn cảnh. Tử Thiên La đắng chát cười một tiếng, hiện tại ta thực lực, là ta tương lai một ngày nào đó có thể đạt tới thực lực. Ta dùng xoán mệnh chi thuật, để cho ta sớm có thân này thực lực, lại đã tiêu hao hết tất cả khí số, đáng tiếc, ta nếu có thể đột phá thượng phẩm pháp tôn, có lẽ liền có thể ngăn cản vạn cổ hung phần mở ra. Lời này vừa nói ra, mọi người nhìn về phía Tử Thiên La ánh mắt tràn đầy kính ý. Phải biết, đây có thể nói là hoàn toàn được ăn cả ngã về không a. Lại có người nào, liền bản thân sinh tử đều không để ý, chỉ muốn hoàn thành gia tộc mình sứ mệnh đây. Dạng người này, lại như thế nào không đáng đám người kính nể. Tiêu Phàm trong đầu đối Tử Thiên La điểm này địch ý, cũng trong nháy mắt tan thành mây khói, chỉ có thể trong lòng thật sâu thở dài một hơi. Tốt rồi. Y Nhi, ta thời gian không nhiều, ta tất cả, đều quà tặng với ngươi, về sau tận tâm tận lực phụ tá Tiêu phủ chủ. Tử Thiên La hư ảnh mờ đi rất nhiều. Đại bá, ta, Tử Thiên Y hai mắt đỏ bừng, ẩn ẩn có hơi nước bốc hơi. Nam tử Hán đại trượng phu,
không muốn lề mề chậm chạp. Tử Thiên La ngữ khí lại trở nên sắc bén lên, các ngươi thời gian không bao lâu, ngày đó xong, sẽ không cứ như thế mà buông tha yêu chủ cùng 12 hung yêu thân thể, bọn họ sẽ tới rất nhanh, cái gì? Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống. Thiên giang tàn hồn cũng có thể làm cho thiên tinh tử thực lực đạt tới thượng phẩm pháp tôn cảnh, nếu như hắn chân thân tới đây, lại phải làm sao cường đại. Bão nguyên thủ nhất, Tử Thiên La không có giải thích, mà là thao túng huyền văn âm dương ấn hóa thành một vệt sáng, chui vào Tử Thiên Y thể nội. Tử Thiên Y khoanh chân ngồi ở tại chỗ, nhận lấy Tử Thiên La truyền thừa cùng ký ức, quanh thân tử quang lượn lờ, quý khí phi phàm. Mà Tiêu Phàm, lại là rơi vào trong trầm tư. Trước đó hắn đối thiên tinh tử thi triển chủng ma chi thuật, mặc dù bị thiên nhân tộc cưỡng ép cắt ngang, nhưng hắn vẫn như cũ thấy được một chút hình ảnh. Đó là liên quan tới thiên giang, cùng mấy trăm người áo trắng thân ảnh. Lúc trước, thiên tinh tử bị thiên giang mang theo tiến về một chỗ nào đó tiếp nhận cải tạo, chỗ đó rất mơ hồ, nhưng từ đó về sau, thiên tinh tử thực lực tăng vọt. Nói cách khác, không chỉ thiên giang một người, còn có mấy trăm cường giả. Theo thiên tinh tử ký ức ghi chép, những người kia có vẻ như đều là hạ phẩm pháp tôn cảnh. Tiêu Phàm thở sâu. Mấy trăm pháp tôn cường giả, suy nghĩ một chút liền đầy đủ đáng sợ. Mọi người hào hào chỉnh đốn, tiếp xuống khả năng có một trận tử chiến. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Đám người thần sắc ngưng tụ, bất quá ai cũng không muốn hiện tại đào tẩu, bọn họ đều là thái cổ thần giới một thành viên, Tử Thiên La liền chết còn không sợ. Bọn họ còn chưa có chết đây, lại có thể nào không chiến trước trốn. Tiêu Phàm đám người yên lặng chờ đợi Tử Thiên Y thức tỉnh. Không sai biệt lắm hai ngày sau đó, Tử Thiên Y mới chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt chán phóng hai đạo cường đại tử quang. Sau một khắc, hắn khí thế trên người tăng vọt, trực tiếp đột phá hạ phẩm pháp tôn giới hạn, vô tuyến tiếp cận trung phẩm pháp tôn. Làm sao? Tiêu Phàm lo lắng hỏi. Tử Thiên Y thở sâu, lắng lại một lần suy nghĩ, lúc này mới lên tiếng nói, phủ chủ, ta không sao, hiện tại, ta tới mở ra tế đàn. Chờ chờ, Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì, nếu như chúng ta không mở ra, thiên nhân tộc có biện pháp nào không mở ra đây? Tế đàn này có hai loại biện pháp có thể mở ra, một loại là ta Tử Thiên gia tộc xoán mệnh chi thuật, loại thứ hai là yêu chủ số lớn tinh huyết. Tử Thiên Y giải thích nói. Dừng một chút. Hắn lại bổ sung một câu, thiên nhân tộc có lẽ không phải người nào đều sẽ xoán mệnh chi thuật, nhưng trong tay bọn họ vô cùng có khả năng có được số lớn yêu chủ tinh huyết. Thiên tinh tử đều có thể từ thiên nhân tộc trong tay lấy được mấy giọt tinh huyết, có lẽ bọn họ trên người quả thật có không ít yêu chủ chi huyết, yêu chủ nhục thân tuyệt đối không thể rơi vào trong tay bọn họ. Tiêu Phàm trầm ngâm chốc lát, thở sâu, dường như làm một cái chật vật quyết định đồng dạng, nói, mở ra a. Tử Thiên Y chỉnh trọng gật đầu, thở sâu hướng về tế đàn đi đến. Hắn cũng rất muốn biết, bản thân đại bá Tử Thiên La lưu lại cho mình những cái kia truyền thừa cùng ký ức có phải là thật hay không. Đương nhiên, hắn không có hoài nghi, chỉ là có chút chờ mong. Ta Tử Thiên gia tộc đã từng là thái cổ thần giới đệ nhất xoán mệnh gia tộc, không thể cô đơn trong tay ta. Tử Thiên Y khẽ cắn môi, đứng ở bên rìa tế đàn ngừng chân thời gian mấy hơi thở. Ngay sau đó, hắn hít sâu mấy khẩu khí, lúc này mới lấy dũng khí bước vào thông hướng tế đàn cầu thang, trong tay nắm huyền văn âm dương ấn. Tiêu Phàm mấy người cũng nín thở ngưng thần chờ đợi, bọn họ cũng 10 điểm khẩn trương. Đám người rất muốn biết rõ, đã từng chấn nhiếp vạn cổ cường giả, sẽ là một nhân vật thế nào. Như yêu chủ cấp độ kia cường giả, nghĩ đến đi qua vô số tuế nguyệt, nhục thân cũng tất nhiên bất hủ bất diệt. Tử Thiên Y bước vào bên rìa tế đàn, sau một khắc, một cỗ lực lượng quỷ dị trong nháy mắt từ lòng bàn chân hắn chuyển đến, bất quá lại bị huyền văn âm dương ấn nở rộ lực lượng ngăn cản ở ngoài. Những người khác hết sức kinh dị, chỉ có Tiêu Phàm bình tĩnh như thường, hắn đã biết rõ đây là hóa đá lực lượng, huyền văn âm dương ấn danh xưng có thể su cắt thị hung, sao thích hên tránh xấu tự nhiên không làm gì được Tử Thiên Y. Phải biết, dù cho Tử Thiên Y lúc thiên khí chi nhân, huyền văn âm dương ấn đều có thể bảo hắn không việc gì, điểm ấy hóa đá lực lượng có lẽ đặc thù, nhưng căn bản không làm gì được hắn. Đám người lấy lại tinh thần thời khắc, nhìn thấy Tử Thiên Y đứng ở bên rìa tế đàn, trong miệng ngâm sướng phức tạp chú ngữ, trong tay cũng đánh ra từng đạo thủ ấn. Mấy tức về sau, đám người con ngươi hơi hơi co rụt lại.
chỉ thấy Tử Thiên Y dưới chân tế đàn, đột nhiên chán phóng tử sắc quang hoa, ngưng tụ thành một từng chùm sáng, phóng hướng chân trời. Cùng lúc đó, tế đàn phía trên phù văn, tựa như sống lại đồng dạng, nhanh chóng du tẩu, giống như từng đầu tử sắc tiểu xà. Tiểu xà những nơi đi qua, dường như kích phát lực lượng nào đó, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Tử sắc quang hoa trùng thiên, lóa mắt sáng chói, đâm người ánh mắt, rất nhiều người không mở mắt ra được. Chỉ có Tiêu Phàm số ít mấy người có thể thấy rõ ràng phía trên phù văn, cũng đúng là như thế, để đám người hết sức kinh ngạc. Cái kia tất cả phù văn nối liền cùng một chỗ, dĩ nhiên là một đầu rồng. Diệp Khuynh Thành kinh ngạc. Thái cổ kiếp long, Tiêu Phàm cũng không bình tĩnh. Lời còn chưa dứt, hào quang màu tím kia bỗng chậm rãi âm trầm, chuyển biến thành hắc kim sắc, lộ ra một loại lực lượng quỷ dị. Không bao lâu, Tử Thiên Y bỗng đạp không mà lên, về sau rút lui mấy bước, nhìn phía trước tế đàn. Từ trên cao quan sát, có thể thấy rõ ràng, một đầu hắc kim sắc thái cổ kiếp long đang từ từ thức tỉnh, trên người ẩn ẩn còn chán phóng hơi yếu huyết sắc quang mang. Đám người cảm nhận được lấy huyết sắc lực lượng, chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Ngang đột nhiên một tiếng long ngâm vang vọng thiên khung, tế đàn phía trên thần long đường vân vậy mà sống lại, thoát ly mặt đất, hướng về Tử Thiên Y thể nội phóng đi. Hơi thở tiếp theo ở giữa, tế đàn đột nhiên bắt đầu rung động, chỉ thấy viên hình tế đàn, đột nhiên bắt đầu chóc ra, hướng về phía dưới rơi xuống đi. Đồng thời in vào đám người mi mắt là một đạo hơi yếu màn sáng, xuyên thấu qua màn sáng, có thể thấy rõ ràng, 12 đầu hung yêu pho tượng, đem một đầu thái cổ kiếp long thủ vệ ở trung ương. Không đúng, đây không phải pho tượng, Tiêu Phàm vào phía dưới hai mắt, biểu tình kinh ngạc, là chân chính yêu chủ nhục thân, cùng thái cổ 12 hung linh hồn. Cho dù cách cái kia trong suốt màn sáng, Tiêu Phàm cũng cảm nhận được một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Diệp Khuynh Thành cùng Tà Vũ đám người cũng chẳng tốt đẹp gì, hai tay nắm chặt trường kiếm, tùy thời làm xong đại chiến chuẩn bị. Tử Thiên Y, yêu chủ nhục thân cùng 12 hung yêu linh hồn, có thể hay không mang đi? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Yêu chủ nhục thân, bất kể như thế nào cũng không thể rơi vào người khác trong tay, một khi bị dị ma cùng thiên nhân tộc lợi dụng, đối với thái cổ thần giới mà nói tuyệt đối là tai nạn tính. Về phần 12 đầu hung yêu, bọn hắn nhục thân đã bị diệt, Tiêu Phàm không thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn ngủ say linh hồn cũng bị diệt đi. Dù sao, cỗ này lực lượng, nếu như có thể sống lại, thế nhưng là cực kỳ khủng bố. 12 hung yêu linh hồn ta miễn cưỡng có thể đủ mang đi mấy cỗ, có thể yêu chủ nhục thân, rất khó tới gần. Tử Thiên Y đắng chát cười một tiếng. Tiêu Phàm cũng có thể lý giải, yêu chủ nhưng là một cái thời đại nhân vật chính, tu vi đạt đến đỉnh, nhục thân thế nhưng không phải là ai đều có thể lăng nhục, dù cho hắn đã chết. Nhưng là, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem yêu chủ nhục thân lưu lại nơi này. Vậy làm sao bây giờ? Tiêu Phàm lại hỏi, hắn trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Tế đàn đều đã mở ra, bây giờ mới biết, bản thân vậy mà không cách nào mang đi, cái kia còn không bằng để yêu chủ nhục thân phong ấn tại bên trong đây. Các ngươi không mang được, vậy không bằng cho ta. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một đạo hí ngược cùng thanh âm lạnh lùng. Tiêu Phàm đám người bỗng nhiên quay đầu, lại là nhìn thấy một cái bạch bào thanh niên chắp tay lăng không mà đứng, vẻ mặt vô tình cùng lạnh lùng quan sát phía dưới, giống như lại nhìn một bầy kiến hôi. Nhất là khi ánh mắt của hắn rơi vào Tiêu Phàm trên người lúc, càng là sát ý tăng vọt, thiếu chút nữa thì nhìn không được vọt thẳng xuống tới đại khai sát giới. Thiên Giang, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, hắn chưa thấy qua Thiên Giang bộ dáng, nhưng đối phương khí tức trên thân cũng rất quen thuộc, không phải liền là trước đó bị hắn chém giết một sợi tàn hồn Thiên Giang sao? Còn nhận biết ta, vậy thì thật là tốt, hiện tại, người muốn chết như thế nào? Thiên Giang nhe răng cười một tiếng, thượng phẩm pháp tôn cảnh khí thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Thậm chí, hắn đã đến gần vô hạn thiên tôn cảnh. Bậc này khí thế phô thiên cái địa cuốn tới, Tà Vũ đám người chỗ nào chịu được, tất cả đều bị chấn động đến hai chân run rẩy. Nhưng mà, đám người lại gắt gao chống đỡ lấy, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn chằm chằm Thiên Giang. Người đối thủ là ta, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, dậm chân tiến lên, thiên tôn cảnh lực lượng linh hồn nghịch tập mà lên, giống như một thanh kiếm sắc đâm vào trong nước.
Thiên Giang linh hồn hơi chấn động một chút, thân thể mặc dù không động mảy may, nhưng sắc mặt lại có chút tái nhợt. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm linh hồn chi lực cường đại như thế cùng bá đạo. Thượng phẩm nguyên tôn cảnh tu vi, lại có được thiên tôn cảnh linh hồn. Thiên Giang quan sát tỉ mỉ lấy Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh dị. Bất quá rất nhanh biến thành hí ngược và khinh thường, đáng tiếc, người vĩnh viễn cũng không cải biến được, người chỉ là thượng phẩm nguyên tôn sự thật, bản tôn giết ngươi, vẫn như cũ dễ như trở bàn tay. Thử ngâm, lời còn chưa dứt, một đạo nghịch thiên kiếm khí phóng lên tận trời, bay thẳng Thiên Giang mi tâm mà đến. Thiên Giang nụ cười đột nhiên ngừng lại, bị vô tận băng lãnh thay thế, hắn không nghĩ tới, Tiêu Phàm chẳng những không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lại còn dám chủ động xuất thủ. Ngươi tự tìm cái chết, Thiên Giang mặt mũi dữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng. Quá phí lời, Tiêu Phàm sắc mặt băng lãnh, mắt thấy kiếm khí sắp tới gần Thiên Giang thời khắc, trên người hắn bỗng trán phóng kinh khủng thời không chi lực. Chiêu thức giống nhau, ngươi cho rằng còn có thể làm gì được ta? Thiên Giang phía sau giang hai cánh ra, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, xuất hiện ở bên ngoài mấy dặm không trung. Thiên Dực Trảm, trong tay hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi cự kiếm, hai tay cầm cự kiếm, hung hăng một kiếm chém xuống. Hồng hộc, bạch quang lấp lóe, lợi mang lóa mắt, cơ hồ chưa đầy cái nháy mắt, lợi mang liền chém dụng Tiêu Phàm một cánh tay. Tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng, lão tam Tiêu Phàm. Lăng Phong đám người kêu to, trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Cái này chính là thiên nhân tộc thượng phẩm pháp tôn thực lực sao? Vậy mà cường đại như này, một kiếm thiếu chút nữa miểu sát Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại, bị chém dụng cánh tay đột nhiên cùng hắn chỗ cụt tay nhanh chóng dung hợp, lạnh lùng hướng về Thiên Giang. Hiển nhiên, Thiên Giang một kiếm này tốc độ cùng uy lực, cũng vượt quá dự liệu của hắn. Hắn biết rõ. Bằng vào mình bây giờ trạng thái này, là khẳng định không thể chiến thắng Thiên Giang. Rác rưởi, Thiên Giang cười đắc ý, cực kỳ càn rỡ, chém dụng bản tôn một sợi tàn niệm, chính là ngươi kiếp này lớn nhất thành tựu. Không thể không nói, Thiên Giang rất tự ngạo, cũng cực kỳ tự phụ. Trong mắt hắn, Tiêu Phàm còn không bằng hắn một sợi tàn hồn đây. Nếu như không phải Tiêu Phàm thời không bản nguyên tuyệt kỹ để thiên tinh tử tu vi ngã xuống trong mắt. Ai sống ai chết còn chưa biết được. Hy vọng ngươi chờ chút có thể hoàn toàn như trước đây tự tin. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Đột nhiên, hắn thu hồi trong tay Tu La Kiếm, thể nội vô tận chiến huyết bắt đầu dâng lên. Làm sao, chuẩn bị tự sát sao? Vậy cũng phải nhìn bản tôn có nguyện ý hay không cho ngươi cơ hội. Thiên Giang một bộ tất cả đều đang ta trong lòng bàn tay dáng vẻ, hoàn toàn không đem Tiêu Phàm để ở trong mắt. Tiêu Phàm không nói. Sau một khắc, hắn hình thể bắt đầu biến hóa. Làn da chậm rãi biến thành hắc sắc, hết sức tỉ mỉ, ẩn ẩn tản ra kim quang nhàn nhạt. Ở sau lưng của hắn, càng là hiện lên một đội tử kim sắc cốt xí, giống như long cốt đồng dạng cứng cáp hữu lực, chiếu lấp lánh. Bàn tay của hắn, cũng chậm chậm biến thành sắc bén móng vuốt, bén nhọn móng tay lộ ra sắc bén hàn mang, liền hư không đều không chịu nổi sự khủng bố. Nhất là con ngươi của hắn. Giống như hai khỏa tím bầm bảo thạch, sáng chói hoàn mỹ. Một đầu tím mái tóc dài vàng óng trong gió cuốn lên, giống như một tôn cái thế thần ma, uy áp thiên vũ. Đạt đến hơn một trượng thân thể, càng là mang cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ, để người có chút không thở nổi. Tu La, Thiên Giang nụ cười trong nháy mắt ngưng kết ở trên mặt, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng nồng nặc vẻ sợ hãi, chỉ là hắn che giấu rất tốt mà thôi. Thân làm thiên nhân tộc hắn, làm sao không biết Tu La tộc khủng bố đây? Cơ hồ mỗi một thời đại, Tu La tộc đều là thời đại nhân vật chính, chết ở trong tay ma tộc tu sĩ càng là nhiều vô số kể, Tu La tộc cường đại là không cho phép hoài nghi. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến, trước mắt cái này phàm nhân, vậy mà có được Tu La tộc huyết mạch, hơn nữa còn là cực kỳ tôn quý tử kim Tu La huyết mạch. Tu La tộc lại như thế nào? Có thể không cải biến được ngươi thượng phẩm nguyên tôn sự thật sao? Thiên Giang lại khôi phục tự tin bộ dáng, tu vi chênh lệch bày ở chỗ này, bản thân không cần thiết e ngại Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tử kim con ngươi nhìn chăm chú lên Thiên Giang, giống như lại nhìn một người chết. Qua nhiều năm như vậy, Tiêu Phàm rất ít ngay trước người khác mặt biến thân Tu La chi thể, phàm là gặp qua hắn Tu La thân thể người, đều chết hết.
nhưng đối mặt bán bộ thiên tôn cảnh thiên giang, Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường, không chút do dự thi triển hắn toàn bộ lực lượng. Hắn hiện tại, cơ hồ là trạng thái mạnh nhất công kích. Thiên nộ trảm, thiên giang phía sau bỗng xuất hiện một đạo trăm trượng hư không, lần nữa giơ lên trong tay lợi kiếm chém về phía Tiêu Phàm. Một kiếm này, so với vừa rồi một kiếm kia càng thêm khủng bố, vẻn vẹn nở rộ kiếm thế, liền xuyên thủng hư vô, khắp nơi biến thành một phiến hỗn độn. Bạch sắc kiếm quang bản lĩnh hết sức cao cường, dường như đem thương khung đều cắt thành hai nửa. Một kiếm qua, hết thảy đều phải hóa thành kiếp cho. Nhưng mà, một lần này Tiêu Phàm lại là không hề bị lay động, không có nửa điểm nhanh chóng thối lui ý tứ, chỉ thấy hắn một đôi cốt xí mở ra, thân hình tại hư không nhanh chóng biến hóa, vòng qua cái kia bạch sắc kiếm quang phạm vi công kích, phóng hướng thiên sông. Hắn giống như đi ngược dòng nước, dọc theo thiên giang bạch sắc kiếm quang, nghịch hành thẳng hướng hắn. Thiên giang nhìn thấy một màn này, đầu tiên là cười lạnh, khinh thường. Nhưng làm Tiêu Phàm cách hắn càng ngày càng gần lúc, hắn ngồi không yên, quanh thân kiếm khí cuồn cuộn, trong phạm vi mấy ngàn dặm, đều bị kiếm quang che khuất. Đừng nói nguyên tôn cảnh tu sĩ, dù là chân chính pháp tôn cảnh, đối mặt mạnh mẽ như vậy kiếm quang, đoán chừng cũng chỉ có bại lui phần. Lăng Phong cùng Tà Vũ đám người nắm đấm nắm chặt, bọn họ đều có thể vượt giai chiến đấu, có thể đối mặt bán bộ thiên tôn cảnh thiên giang, bọn họ cũng có loại bất đắc dĩ cảm giác. Ta không bằng hắn a, Tà Vũ bất đắc dĩ thở dài. Hắn lấy thượng phẩm nguyên tôn cảnh, dám nghịch phá thượng phẩm pháp tôn cảnh, có thể đối mặt thiên giang, hắn không có bất kỳ cái gì lòng tin. Đương nhiên, cũng chỉ là không có lòng tin chiến thắng mà thôi, nhưng nếu là đối chiến một phen, yên ổn thối lui, hắn vẫn là có dũng khí này. Nhưng như Tiêu Phàm như vậy, cùng thiên giang mạnh mẽ chống đỡ, hắn chưa hẳn có thể qua làm được, đây cũng là hắn tự nhận là không bằng Tiêu Phàm nguyên nhân. So với Tà Vũ, những người khác thì là khẩn trương không thôi, bọn họ rất khó tưởng tượng, Tiêu Phàm có thể ở dày đặc như vậy bạch sắc kiếm quang bên trong sống sót. Nhưng mà, hai cái hô hấp về sau, hư không bạch sắc kiếm quang bỗng biến mất, cùng lúc đó, một vệt sáng giống như lưu tinh từ thiên vũ rơi xuống phía dưới, xẹt qua đen nhánh hỗn độn hư vô. Đó là, đám người ẩn ẩn thấy rõ ràng cái kia lưu quang là cái gì, nhịn không được hít một hơi lạnh. Oanh, một tiếng kịch liệt nổ vang, lưu quang hung hăng đập xuống đất, phương viên hàng trăm hàng ngàn bên trong phạm vi bị san thành bình địa, kịch liệt năng lượng ba động quét sạch cả vùng không gian. Bụi bặm tràn ngập, che khuất bầu trời. Sau nửa ngày mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Khi bọn hắn nhìn tới thời khắc, lại là nhìn thấy, Tiêu Phàm một tay dẫn theo thiên giang cổ từng bước một lăng không đi tới. Thiên giang lồng ngực, xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn, máu tươi nhỏ xuống, vô luận hắn làm sao chữa trị, cũng không hề có tác dụng. Tê đám người nhìn không được hít một hơi lạnh. Đây chính là Tiêu Phàm thực lực chân chính sao, liền bán bộ thiên tôn cảnh. Đều bị hắn như con gà một dạng nhấc trong tay, cái này cũng quá biến thái đi. Thiên giang toàn thân run rẩy kịch liệt lấy, hắn phát hiện mình đánh giá quá thấp Tiêu Phàm, gia hỏa này nhất định chính là cái đồ biến thái. Rác rưởi, Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, quan sát trong tay thiên giang, thanh âm băng lãnh vô tình, thiên nhân tộc nếu đều là ngươi dạng này điều nhân, lại có sợ gì? Thiên giang trong lúc nhất thời nói không ra lời, hắn mới vừa rồi còn mắng Tiêu Phàm rác rưởi đây. Nhưng bây giờ mới bao lâu, Tiêu Phàm liền đem lời này y nguyên trả lại cho hắn. Hắn sắc mặt tái xanh hết sức, thật giống như bị người hung hăng quạt một bạt tai, chỉ cảm thấy đau rát. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi thực lực không tệ, có thể vậy thì như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn dám giết ta hay sao? Thiên giang khẽ cắn môi, cười lạnh phun ra một câu. Giết ngươi, Tiêu Phàm thần sắc im lặng. Thiên giang trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, vừa muốn nói gì. Lại bị Tiêu Phàm cắt ngang, vậy cũng lợi cho ngươi quá rồi, ta muốn xé xác ngươi. Thiên giang trong lòng run rẩy, có thể Tiêu Phàm thoại âm chưa rơi, hắn chỉ cảm thấy thân thể một trận tê liệt đau đớn truyền đến, lấy lại tinh thần thời khắc, hắn nhìn thấy chính mình nhục thân vậy mà thật bị sinh sinh xé mở. Giờ khắc này, thiên giang tim và mật đều lạnh, chẳng lẽ hắn thực có can đảm giết bản thân? Thiên giang dung hợp thiên tinh tử ký ức, tự cho là đối Tiêu Phàm đã 10 điểm lý giải. Tiêu Phàm xem như thiên tài không sai, có thể hắn thượng phẩm pháp tôn, tiếp cận thiên tôn cảnh thực lực, mới có thể dễ dàng chém giết hắn.
nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến, bản thân vậy mà lại rơi vào Tiêu Phàm trong tay. Hơn nữa, gia hỏa này mạnh biến thái không nói, thật vẫn không sợ trời không sợ đất, muốn giết chết hắn. Ngươi dám, bản tôn chính là cửu thống lĩnh tọa hạ đại tướng, ta mà chết, cửu thống lĩnh sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn thấy Tiêu Phàm chuẩn bị tiếp tục động thủ, Thiên Giang nâng lên sau cùng dũng khí uy hiếp giận dữ mắng mỏ. Hắn vẫn như cũ còn có chút không tin, Tiêu Phàm dám giết hắn, dù sao, hắn ngay cả mình người lãnh đạo trực tiếp đều rời ra ngoài. Cửu thống lĩnh, Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng lại là khẽ hơi trầm xuống một cái, hóa ra đến thái cổ thần giới thiên nhân tộc, Thiên Giang cũng không phải là mạnh nhất, phía sau còn có một cái cửu thống lĩnh. Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm cảm giác thiên nhân tộc so dị ma còn kinh khủng hơn. Chí ít dị ma bây giờ còn rất ít kinh động cửu tinh ma tôn cường giả, xuất hiện ở thái cổ thần giới mạnh nhất dị ma cũng mới thất tinh ma tôn. Thiên Giang nhìn thấy Tiêu Phàm do dự, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Ngươi sợ là sống ở trong mộng a, cái gì cửu thống lĩnh, cùng ta có liên can gì? Tiêu Phàm trong nháy mắt một điểm, vô cùng vô tận kiếm khí từ ngón tay hắn nhọn nở rộ. Cứu ta, Thiên Giang không ngừng kêu thảm thiết. Hắn huyết nhục bị kiếm khí quấy giết, sinh cơ nhanh chóng sói mòn. Tiếp tục như vậy, hắn tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Phàm nghe nói như thế, ánh mắt u lãnh nhìn về phía một cái phương hướng, ở trong tầm mắt của hắn, từng đạo bóng trắng thoáng hiện, trong nháy mắt xuất hiện ở bọn hắn cách đó không xa. Hơn nữa, Tiêu Phàm liếc mắt một cái liền nhận ra người cầm đầu. Vân Phán Nhi, cứu ta, cứu ta. Hư không truyền ra Thiên Giang cầu cứu tiếng gào thét, trong thê lương có chút kinh hỉ. Hiện tại, bọn họ người đến, bản thân rốt cục không cần chết. Ai ngờ, Vân Phán Nhi căn bản không hề bị lay động, mà là thản nhiên nói, Thiên Giang, người có biết tội. Biết tội, ta không nên hành động một mình. Thiên Giang nơi nào còn dám kéo dài thời gian, bản thân sinh cơ chạy mất nhanh hơn. Tiêu Phàm nhìn thấy Vân Phán Nhi bọn họ đánh tới. Hắn liền xuất thủ càng hung hiểm hơn, đương nhiên sẽ không để Vân Phán Nhi cứu Thiên Giang. Vân Phán Nhi nghe vậy, lúc này mới hài lòng gật đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm, dùng giọng ra lệnh nói, thả hắn. Hừ, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, sát ý càng tăng lên, Vân Phán Nhi, ta còn không có tính sổ với ngươi còn muốn ta thả hắn. Chờ ta làm thịt hắn, người tiếp theo liền là ngươi. Thiên Giang thấy thế, càng là hoảng. Vân Phán Nhi ở đâu là muốn cứu bản thân, rõ ràng liền là đang cố ý chọc giận Tiêu Phàm, muốn mượn Tiêu Phàm tay giết chết bản thân a. Vân Phán Nhi, ngươi một cái tiện nhân, chết không yên lành. Thiên Giang gầm thét không thôi, thanh âm vang vọng thương khung, cửu thống lĩnh đại nhân, là Vân Phán Nhi hại chết ta. Một chữ cuối cùng rơi xuống, hắn thanh âm đột nhiên ngừng lại, bị Tiêu Phàm triệt để ma diệt sinh cơ, chết không thể chết lại. Tiêu Phàm chậm rãi thu tay lại. Thân thể một trận biến hóa, biến thành bộ dáng lúc trước, lạnh lùng nhìn xem Vân Phán Nhi cùng mấy trăm thiên nô, chưa từng lui bước một bước. Tiêu Phàm, người ngăn không được ta, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Vân Phán Nhi nhàn nhạt mở miệng, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Chỉ thấy nàng lấy tay nhẹ nhàng vung lên, hậu phương mấy trăm thiên nô bỗng sát khí nặng nề xông ra, từng cái đều tản ra khí tức kinh khủng, đem Tiêu Phàm bọn họ vây ở trung ương. Vân Phán Nhi ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ một cái, một thân một mình hướng về tế đàn đi đến. Cản bọn họ lại, giết không tha. Tiêu Phàm không chút do dự lần nữa thi triển Tu La Đệ Thất Biến, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay, rậm rạp chẳng chịt kiếm khí nở rộ. Lăng Phong, Tà Vũ, Diệp Khuynh Thành, Trúc Hồng Tuyết, Khương Ách, Tử Thiên Y, Kim Lân bảy người cũng lên một lượt trước một bước, vẻ mặt nghiêm túc đối mặt bảy cái phương hướng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Muốn nói không khẩn trương, đó là không có khả năng. Phải biết, đối diện mấy trăm người, mỗi cái đều là hạ phẩm pháp tôn trở lên tu vi, trong đó thậm chí không thiếu trung phẩm pháp tôn, cùng mấy cái thượng phẩm pháp tôn. Mà bọn họ, bàn về tu vi mạnh nhất cũng chính là Lăng Phong, trung phẩm pháp tôn mà thôi. Như vậy chiến đấu, bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ, bất quá bọn hắn không có nửa ngày lùi bước. Chỉ vì thủ vệ yêu chủ nhục thân cùng 12 hung yêu ngủ say linh hồn. Giết a, Vân Phán Nhi thăm thẳm phun ra một câu, ở trong mắt nàng, dường như Tiêu Phàm những người này đều không phải chân chính sinh mệnh,
tùy thời có thể quyền sinh sát trong tay. Giết, Tiêu Phàm xuất thủ trước, giống như quỷ mị xông vào mấy trăm thiên nô bên trong, lăng lệ mà hung mãnh kiếm khí nở rộ, mấy chục cái thiên nô bị lồng chụp vào trong. Hư không máu tươi nở rộ, mãnh liệt, nồng nặc huyết tinh chi khí, để người nghe ngóng buồn nôn. Một cái trùng sát, Tiêu Phàm chỉ ít chém giết 10 cái hạ phẩm pháp tôn cảnh thiên nô, nhưng cuối cùng hắn cũng bị 2 cái thượng phẩm pháp tôn cùng 4 cái trung phẩm pháp tôn cho vây ở trung ương. Nếu như bị người nhìn thấy, nhất định sẽ kinh hãi không thôi, cho rằng Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái thượng phẩm nguyên tôn cảnh mà thôi, chỗ nào cần nhiều cường giả như vậy xuất thủ. Mà bây giờ, Tiêu Phàm cái này thượng phẩm nguyên tôn cảnh tu sĩ, vậy mà cùng 6 đại cao thủ chiến bất phân cao thấp, thậm chí còn hơi chiếm thượng phong. Hắn thi triển tu la đệ thất biến, nhục thân hoàn toàn không thua vô thượng kim thân đệ tứ đoán, khoảng cách đệ ngũ đoán cũng chỉ có khoảng cách nửa bước, không phải thiên tôn cảnh cường giả không thể phá. Giờ khắc này hắn, thực lực mạnh yếu, đã không chỉ có cực hạn với tu vi để cân nhắc. Mấy cái khác phương hướng, Tà Vũ mấy người bị 300 ngày nô vây công, thế cục 10 điểm thảm liệt, cho dù Kim Lân triệu hoán ra 10 cái pháp tôn cảnh tộc nhân xuất thủ, cũng vẫn là hạt cát trong sa mạc. Tiêu Phàm nhìn qua một màn trước mắt, trong mắt lóe lên một vòng ngoan tuyệt cùng vẻ do dự. So nhiều người sao, Tiêu Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn nghĩ lấy giết chết những cái này thiên nhân tộc, có thể lại không nghĩ tùy tiện bại lộ bản thân nội tình, phải biết, hắn địch nhân, có thể không chỉ có đám này. Nhưng là, Tà Vũ cùng Lăng Phong bọn họ đối mặt mấy trăm cường giả nghiền ép, chẳng mấy chốc sẽ trở thành một mảnh ngược lại chu diệt. Hắn không thể trơ mắt nhìn xem Lăng Phong bọn họ chết ở chỗ này. Thở sâu, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, hai đạo lưu quang, một vàng một đen trong hư không nhanh chóng biến lớn, sau đó hóa thành hai tòa cung điện. Gần như đồng thời, rậm rạp chằng chịt thân ảnh từ hai tòa cung điện xông ra, hết sức sợ hãi khí tức sát phạt mãnh liệt, cả mảnh trời khung đều bị nhuộm thành huyết sắc, hung lệ, đáng sợ. Một tên cũng không để lại, Tiêu Phàm dày đặc khí lạnh nói. Hắn không thể không triệu hồi ra hai chi thần ma vệ, có thể nếu như cũng đã bại lộ bọn họ tồn tại, Tiêu Phàm coi như không chỉ là nghĩ chiến thắng những cái này thiên nhân tộc, mà là phải giết bọn hắn. Có lẽ người khác không có thực lực này, nhưng là thần ma vệ có. Tiêu Phàm bây giờ đột phá thượng phẩm nguyên tôn cảnh giới, thần ma vệ thực lực cũng giải phong đến thượng phẩm nguyên tôn cảnh, lấy bọn họ giết người kinh nghiệm, 600 người đối chiến 300.400 người, căn bản sẽ không có quá nhiều áp lực. Thần ma vệ nếu như không mạnh, Tu La Tổ Ma cũng sẽ không đem chi này lực lượng lưu cho Tiêu Phàm. Đây là, Lăng Phong đám người nhìn thấy 600 thần ma vệ, con người cũng nhìn không được kịch liệt co rút lại. Đây là lực lượng gì, làm sao như thế đáng sợ? Giết, theo Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng, 600 thần ma vệ tiếng la giết kinh thiên động địa, trên khí thế, vậy mà trong nháy mắt đem mấy trăm thiên nhân tộc áp chế xuống. Lăng Phong đám người chỉ cảm thấy huyết dịch thiêu đốt, cả người trở nên hết sức điên cuồng lên. Mấy người bọn hắn đối mặt mấy trăm người đều không có e ngại, hiện tại nhiều 600 cường giả, nơi nào còn có nửa điểm lo lắng. Chí ít, ở về số người, bọn họ chiếm cứ thượng phong. Đại chiến 10 điểm kịch liệt, hơn ngàn thượng phẩm nguyên tôn cảnh trở lên tu vi người chiến đấu cùng một chỗ, chiến trường bao trùm lấy phạm vi cực kỳ rộng lớn, lực tàn phá kinh khủng đem mảnh không gian này đều hủy diệt hầu như không còn. Ngoại trừ tế đàn vị trí phế tích, địa phương khác cơ hồ đã triệt để biến thành một phiến hỗn độn. Lăng Phong cùng Tà Vũ đám người mặc dù chém giết không ít pháp tôn cảnh cường giả, nhưng là bị thương không nhẹ, Kim Lân tộc nhân càng là chết mấy cái. Nếu như không phải Tiêu Phàm triệu hoán ra 600 thần ma vệ, bọn họ những người này khẳng định tất cả đều biết bị lưu lại nơi này. Phải biết, bọn họ đối mặt thiên nô, đều là hạ phẩm pháp tôn cảnh trở lên tu vi A, cho dù không có quá nhiều ý thức tự chủ, nhưng chiến lực là không kém gì bình thường hạ phẩm pháp tôn bao nhiêu. Thời gian chậm rãi trôi qua, tùy thời đều có người gục xuống đi, thần ma vệ cũng không ít người thương vong. Đối với loại này hỗn chiến, thương vong là không thể tránh được. Cho dù là Tiêu Phàm, cũng lúc nào cũng có thể ngã xuống. Đối mặt hai cái thượng phẩm pháp tôn cùng 4 cái trung phẩm pháp tôn vây công, Tiêu Phàm cơ hồ sử dụng toàn bộ lực lượng, nhưng là vẻn vẹn chém giết 2 cái trung phẩm pháp tôn mà thôi. Nhưng mà,
hắn cường đại vô thượng kim thân cũng cơ hồ bị đối phương phá tan, dòng máu màu vàng óng chảy xuôi, hết sức chói mắt. Để cho Tiêu Phàm khó dây dưa là, thời không bản nguyên tuyệt kỹ vậy mà những cái này thiên nhân tộc vô dụng. Gọt sạch bọn họ vạn năm tu vi, bọn hắn khí tức vậy mà không có đổi yếu mảy may. Điểm này để Tiêu Phàm cực kỳ không hiểu, chẳng lẽ những người này, đều sống vô số tuế nguyệt, hơn nữa vạn năm qua tu vi không có nửa điểm biến hóa sao? Cho tới giờ khắc này, Tiêu Phàm lúc này mới ý thức được, thiên nhân tộc đáng sợ, thậm chí so dị ma còn muốn cho người phát lạnh. Bất quá, Tiêu Phàm không có nửa điểm e ngại, ngược lại càng chiến càng hăng, tốc độ xuất kiếm càng lúc càng nhanh. Sau nửa ngày, hắn chém giết cái thứ ba trung phẩm pháp tôn, trên người khắp nơi đều là huyết dịch, một cánh tay bị đối phương chặt xuống, nhìn thấy mà giật mình. Hắn lấy ra mấy viên thuốc nhét vào trong miệng, tái nhợt sắc mặt khôi phục nhanh chóng hồng nhuận phơn phớt, lại bắt đầu một lượt mới đại chiến. Cùng này đồng huy, hắn dư quang lại là nhìn qua tế đàn phía trên. Nơi đó, Vân Phán Nhi ở bốn cái thiên nhân tộc thủ hộ phía dưới, chậm rãi mở ra tế đàn màn sáng, muốn đi vào trong tế đàn chiếm lấy yêu chủ nhục thân. Tử Thiên Y, người theo ta cản bọn họ lại, Tiêu Phàm vội vàng kêu to. Những người khác không cách nào tới gần tế đàn, bởi vì một khi đạp vào, cũng sẽ bị hóa đá lực lượng triệt để trở thành thạch điêu. Tử Thiên Y có được huyền văn âm dương ấn, có thể chống đối cái kia hóa đá lực lượng. Mà Tiêu Phàm cũng lấy ra thời không thiên châu cùng hắc hỏa hồ lô, thôi động phía dưới, một đạo thời không kết giới bao phủ hắn, hắn một kiếm đẩy lui vây công hắn ba người, cực tốc hướng về trong tế đàn phóng đi. Vừa mới bước vào tế đàn, Tiêu Phàm còn có chút khẩn trương, cái kia hóa đá lực lượng điên cuồng đánh thẳng vào thời không kết giới, cũng may bị hắc hỏa hồ lô cản trở lại. Quả nhiên có thể, Tiêu Phàm trong lòng hơi vui, rất nhanh lấy lại tinh thần, một kiếm hướng về Vân Phán Nhi đánh tới. Nhưng mà, Vân Phán Nhi lại là không hề bị lay động, thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại. Hô, mắt thấy Tiêu Phàm kiếm khí sắp rơi xuống thời khắc, Vân Phán Nhi bên người một bóng người bỗng động, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, một quyền hung hăng hướng về Tiêu Phàm đập tới. Thiên tôn cảnh, Tiêu Phàm con người co rụt lại, vội vàng cầm kiếm chống đối thủ này, quá mạnh. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ vang. Cái kia thiên nhân tộc nắm đấm một quyền đánh vào tu la kiếm trên hạ thể, tu la kiếm mãnh liệt rung động, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy cánh tay run lên, cả người giống như đạn pháo một dạng bay ngược mà ra. Tử Thiên Y nhìn thấy một màn này, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, hắn so Tiêu Phàm tốc độ chậm một nhịp, vừa nghĩ tới động thủ. Nhưng giờ phút này, hắn lúc này mới ý thức được, bản thân không đến trung phẩm pháp tôn cảnh tu vi, đối mặt với đối phương thiên tôn cảnh thực lực. Hoàn toàn chính là chịu chết a. Bất quá, Tử Thiên Y vẫn như cũ xông tới, thân làm thuộc hạ, hắn không thể vi phạm Tiêu Phàm mệnh lệnh, dù cho Tiêu Phàm thật nhường hắn đi chịu chết. Từ hắn gia nhập Vô Tận Thần Phủ một khắc kia trở đi, Tử Thiên Y liền làm tốt rồi vì Vô Tận Thần Phủ mà chết chuẩn bị. Gọt mệnh, Tử Thiên Y khẽ quát một tiếng, một vệt sáng từ trên người hắn hiện lên, bay thẳng Vân Phán Nhi mấy người đi. Vừa mới xuất thủ đánh bay Tiêu Phàm thiên tôn cường giả, lại đấm một quyền hướng về Tử Thiên Y đánh tới, một quyền này nếu như rơi xuống, lấy Tử Thiên Y thực lực, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao, hắn nhưng không có Tiêu Phàm mạnh mẽ như vậy nhục thân cùng lực lượng. Nhưng mà, để mặt đám người lộ vẻ cổ quái chính là, người kia còn chưa tới gần Tử Thiên Y, đột nhiên mà mặt một trận rung động, hắn thân thể có chút lay động, một quyền vừa lúc thác khai Tử Thiên Y thân thể. Tử Thiên Y sớm đã trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời không lấy lại tinh thần, hắn không chút do dự một bàn tay văng ra ngoài. Ba, hắn một bàn tay hung hăng quất vào kia thiên tôn cảnh cường giả trên mặt, người kia trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, cùng mấy khỏa răng máu. Đám người ngạc nhiên, Tử Thiên Y vậy mà đánh thiên tôn cảnh cường giả một bàn tay, chẳng lẽ hắn so Tiêu Phàm còn cường đại hơn sao? Huyền văn âm dương ấn. Tà Vũ ánh mắt sáng quắc hướng về Tử Thiên Y ngọc trong tay bàn, chính là huyền văn âm dương ấn, quả nhiên không hổ là có thể su cắt tị hung, sao thích hên tránh xấu trí bảo, dạng này cũng được. Vân Phán Nhi cũng hơi hơi quay đầu, hướng về Tử Thiên Y trong tay huyền văn âm dương ấn, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Cái kia bị Tử Thiên Y quất bay thiên tôn cảnh cường giả cũng có chút choáng váng, hắn bưng bít lấy mặt mình,
còn tưởng rằng vừa nãy là ảo giác. Khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, lập tức hung thần ác sát lần nữa phóng đi. Bọn họ không thể so với những cái kia sơ giai thiên nô, bọn họ thân làm thiên tôn cảnh cường giả, có hoàn toàn bản thân ý thức, một tát này nhục nhã, hắn lại làm sao có thể nuốt phía dưới đây. Chân áp hắn là được rồi, không cần giết hắn. Trầm Mặc Vân Phán Nhi đột nhiên nói một câu. Cái kia thiên nô vốn định giết Tử Thiên Y, nhưng không dám nghịch lại Vân Phán Nhi mệnh lệnh, đành phải bóp tay đánh ra một đạo thủ ấn, một cỗ cường hoành lực lượng đem Tử Thiên Y ép tới quỳ sát ở tế đàn màn sáng phía trên. Quả nhiên, một lần này, Tử Thiên Y hoàn toàn không có nửa điểm sức phản kháng. Lúc này, bị oanh bay Tiêu Phàm lần nữa tới gần, lau đi máu tươi trên khóe miệng, lạnh lùng hướng về Vân Phán Nhi cùng bên người nàng mấy cái thiên tôn cảnh thiên nô. Hắn trong lòng có chút bất đắc dĩ, đối mặt chân chính thiên tôn cảnh, hắn còn không phải là đối thủ, trừ phi có thể đột phá hạ phẩm pháp tôn, dù sao hắn bản nguyên chi lực còn chưa đạt tới như vậy cấp độ. Chỉ là, mình có thể trơ mắt nhìn xem thiên nhân tộc cướp đi yêu chủ nhục thân sao? Không thể, nhưng hắn lại không có bất kỳ cái gì lực lượng ngăn trở bọn họ. Đáng hận, Tiêu Phàm khẽ cắn môi, trong đó một cái thiên tôn cảnh che ở trước người hắn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn qua Vân Phán Nhi cùng hai người khác xốc lên màn sáng, tiến vào dưới tế đàn phương không gian. Tiêu Phàm lăng không quan sát phía dưới, trong đầu nhanh chóng hiện lên nguyên một đám suy nghĩ. Ta nên làm cái gì? Hắn lúc này, thật là có điểm hối hận khẩn cấp như vậy mở ra tế đàn, bằng không mà nói, cũng sẽ không để thiên nhân tộc nhanh như vậy đạt được. Nhưng Tiêu Phàm biết rõ, hối hận không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tất cả còn phải dựa vào chính mình đi ngăn cản. Oanh, cũng liền ở Tiêu Phàm thất thần thời khắc, đột nhiên hậu phương hai cái thượng phẩm pháp tôn cùng trung phẩm pháp tôn giết tới, cũng may Tiêu Phàm phản ứng coi như nhanh, chỉ là đang ngực lưu lại một đạo vết kiếm mà thôi. Tự tìm cái chết, Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng, hắn không cách nào ngăn cản Vân Phán Nhi bọn họ, nhưng hắn ứng phó hai cái thượng phẩm pháp tôn cùng một cái trung phẩm pháp tôn chẳng lẽ còn không có cách nào sao? Tiêu Phàm thúc giục thời không na di thiểm đệ tam trọng, lách mình xuất hiện ở cái kia trung phẩm pháp tôn phía sau, một kiếm đem kia trung phẩm pháp tôn chém thành bột mịn. Căn bản không cho cơ hội sống lại, trực tiếp nhường hắn linh hồn câu diệt. Trong mắt của hắn chán phóng hung lệ quang mang, lần nữa tập trung vào hai cái kia thượng phẩm pháp tôn cường giả, ngụm lớn thở phì phò, sắc mặt hơi trắng bệch. Nếu như một chọi một, Tiêu Phàm hoàn toàn có thể tùy tiện giết chết bọn hắn. Nhưng bị nhiều người vây công, áp lực tăng gấp bội, Tiêu Phàm có thể chém giết bốn cái trung phẩm pháp tôn, đã coi như là rất mạnh mẽ. Kiếm thể, Tiêu Phàm một tiếng khẽ nói, thân thể bỗng một phân thành hai, hai phân thành bốn. Cơ hồ trong chớp mắt, hư không liền xuất hiện mấy chục cỗ linh hồn phân thân, tất cả mọi người đồng thời thi triển hỗn độn kiếm đạo bản nguyên tuyệt kỹ, cơ hồ trong nháy mắt liền đem Tiêu Phàm thể nội bản nguyên lực lượng dành thời gian. Hư không không ngừng yên diệt, kiếm khí tung hoành, hai cái thượng phẩm pháp tôn thiên nhân tộc vừa bắt đầu còn có thể chống đối, có thể kiếm khí thực sự nhiều lắm, nhiều đến căn bản bắt không đến. Vài cái hô hấp về sau, hai người toàn bộ đều biến thành huyết vũ. Tiêu Phàm càng là thi triển nghịch loạn chi đồng, đem linh hồn hai người kéo vào đồng thuật không gian, triệt để diệt sát. Một loạt động tác này, còn như nước chảy mây trôi. Nhưng đối với hắn tiêu hao cũng cực lớn. Hắn thân người cong lại, há mồm thở dốc, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống, sắc mặt hơi trắng bệch. Hắn lại nuốt mấy viên thần đan, cái này mới khôi phục mấy phần hồng nhuận phơn phớt. Thở sâu, hắn ánh mắt chuyển hướng tế đàn vị trí, tập trung vào kia thiên tôn cảnh thiên nhân tộc. Muốn đi vào trong tế đàn ngăn cản Vân Phán Nhi, chỉ có trước giết chết hắn. Cũng liền ở Tiêu Phàm chuẩn bị động thủ thời khắc, đột nhiên trong tế đàn kích xạ ra mấy đạo quang ảnh. Xông thẳng tới chân trời. Ngay sau đó, một cỗ cực kỳ hung lệ khí tức từ trong tế đàn truyền ra, dọa đến Tiêu Phàm kinh hồn táng đảm. Hai cái kia thiên tôn cảnh thiên nhân tộc bỗng nhiên phóng lên tận trời, Tử Thiên Y cũng rốt cục thu được tự do, Tiêu Phàm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hắn, lôi kéo hắn cấp tốc lui lại. Đồng thời, Tiêu Phàm ánh mắt chuyển hướng chân trời, lại là nhìn thấy Vân Phán Nhi sắc mặt tái nhợt đứng ở cái kia, ở bên cạnh hắn. Còn hiện lên một cỗ thi thể, cùng một nửa thân thể. Hai đại thiên tôn cảnh thuộc hạ, vậy mà một chết một bị thương. Tiêu Phàm không khỏi kinh hãi,
chẳng lẽ yêu chủ nhục thân chết rồi còn khủng bố như thế sao? Nếu thật là dạng này, cái kia căn bản không cần nhóm người mình bảo hộ yêu chủ nhục thân, chỉ cần không phải thánh tổ cảnh tới đây, yêu chủ nhục thân liền không việc gì. Ý nghĩ vừa dứt, Tiêu Phàm lại là nhìn thấy, một bóng người chậm rãi từ trong tế đàn đi ra. Còn có người, Tiêu Phàm kinh hãi, chỉ thấy một người mặc hắc kim đại mãng bào trung niên nam tử chắp tay đi ra, trên người tản ra một loại khinh thường thương vũ khí tức. Cặp mắt kia, càng là ngạo khí vô biên, xem thường thương sinh. Mái tóc đen dài choàng tại sau vai, lưng thẳng tắp như tùng, đứng ở cái kia, trong thiên địa tất cả trong lúc vô hình đều thấp hắn một đầu. Đây là ai? Đây là ý nghĩ trong lòng mọi người, hiếu kỳ sau, càng nhiều hơn chính là rung động cùng ngưng trọng. Vân Phán Nhi hai cái thiên nhân tộc thuộc hạ, hiển nhiên chính là người này sáng tạo, phải biết, đây chính là thiên tôn cảnh A, vậy hắn thực lực bản thân lại phải làm sao cường đại. Hoang ma tiền bối, Tiêu Phàm quên trung niên nam tử một cái, hỏi dò. Trung niên nam tử xoay đầu lại, cười nhìn Tiêu Phàm một cái, gật đầu một cái, nguyên lai là ngươi. A, tiền bối nhận biết ta, Tiêu Phàm kinh ngạc, hiển nhiên, đối phương xem như chấp nhận hoang ma thân phận. Tiền bối, hoang ma lắc đầu, nói, ngươi là tiền bối mới đúng, cũng đúng, ngươi còn không có khôi phục ký ức, không nhớ rõ một ít chuyện cũng rất bình thường. Tiêu Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái gì gọi là ta mới là tiền bối? Ta chẳng lẽ mất trí nhớ sao? Nơi này giao cho ta, các ngươi rời đi trước a. Hoang ma cũng không có giải thích nhiều, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời Vân Phán Nhi đám người, thiên nhân tộc, rốt cục xuẩn xuẩn dục động. Vân Phán Nhi mí mắt hơi nhảy, đáy mắt chỗ sâu hiện lên nồng nặc kinh khủng, đạt tới hoang ma dạng này cảnh giới, dù cho có thể phát huy ra 1/10 lực lượng, đó cũng không phải là bọn họ có thể địch. Hoang ma, ngươi vì sao ở đây? Vân Phán Nhi lạnh như băng hỏi. Không chỉ hắn nghi hoặc, ngay cả Tiêu Phàm cũng không hiểu. Từ khi hắn tiến vào vạn cổ hung phần đến nay, liền không có thu đến liên quan tới hoang ma bất cứ tin tức gì. Nhưng hoang ma, vậy mà không giải thích được xuất hiện ở trong tế đàn, hắn lại là làm sao đi vào chứ? Bản tổ không có rảnh cùng một đám người chết giải thích. Hoang ma đạm mạc nói. Nói xong, hoang ma bỗng tại chỗ biến mất, vẻn vẹn thời gian một hơi thở, hắn lại lần nữa xuất hiện tại nguyên chỗ. Mà lúc này, Vân Phán Nhi bên người ba cái thiên tôn cảnh liền bỗng nổ tung, hóa thành huyết vũ pháo hoa, vẩy ra hư không. Ba cái thiên tôn cảnh, miểu sát, đám người nhìn không được hít một hơi lạnh, cái này phải cỡ nào cường đại thực lực. Thánh tổ, Tiêu Phàm trong lòng thất kinh, đây chính là tìm về đầu lâu hoang ma thực lực chân chính sao. Phải biết, lúc trước hắn không đầu nhục thân, có vẻ như chỉ có thiên tôn cảnh lực lượng mà thôi. Vân Phán Nhi sắc mặt trắng bạch. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến hoang ma vậy mà đáng sợ như thế, dường như ở quỷ môn quan dạo qua một vòng, thiếu chút nữa thì đứng không vững. Không giết ngươi, trở về nói cho bọn hắn, không nên để cho một chút rác rưởi đi tìm cái chết, muốn đến liền đến cái có chút thực lực. Hoang ma nhìn chăm chú Vân Phán Nhi, đạm mạc nói. Sau đó lấy tay vung lên, hư không xé mở một đạo khe hở, Vân Phán Nhi bị khe hở thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Ở hắn biến mất một sát na kia, còn lại mấy chục cái thiên nô, tất cả đều nổ tung, cơ hồ trong chớp mắt liền chết không thể chết lại. Như thế thực lực, đâu chỉ một cái chữ cường có thể hình dung. Đám người rầm rầm nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy hai chân có chút không nghe sai khiến, vẻ mặt sùng bái nhìn xem hoang ma. Nếu như bọn họ có dạng này thực lực, thì sợ gì dị ma cùng thiên nhân tộc. Các ngươi cũng đi thôi, không đợi đám người lấy lại tinh thần. Một cỗ lực lượng bọc lấy đám người đầu nhập vào một đầu thời không thông đạo. Vẻn vẹn mấy tức về sau, toàn trường chỉ còn lại có Tiêu Phàm một người. Tiêu Phàm không hiểu nhìn xem hoang ma, người để bọn hắn đều đi, lại lưu ta lại là có ý gì? Bây giờ ta đã khôi phục ký ức, đầu cũng thanh tỉnh. Hoang ma không giải thích được nói. Tiêu Phàm khóe miệng hơi rút, người khôi phục ký ức, cùng ta có quan hệ gì? Đã từng chết đi người. Đều sẽ từng cái thức tỉnh, cái này cũng biểu thị đại kiếp sắp đến. Hoang ma ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời. Trầm ngâm chốc lát về sau, trịnh trọng nhìn xem Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm, ma tộc chẳng mấy chốc sẽ quy mô xâm lấn, người thời gian không nhiều lắm. Dị ma, Tiêu Phàm trầm mặc, nhíu mày,
thật lâu mới hỏi ra trong lòng ý nghĩ, chúng ta địch nhân lớn nhất, không phải dĩ ma a. Nếu như liền yếu nhất địch nhân cũng không là đối thủ, người cảm thấy mình có thể thấy được lớn nhất địch nhân sao? Hoàng ma hỏi ngược một câu. Tiêu Phàm im lặng, nói thì nói như thế, nhưng luôn cảm giác chỗ nào có chút không đúng. Ngươi lưu ta xuống tới làm cái gì? Tiêu Phàm hỏi, đối hoang ma, hắn vốn cũng không có bất luận cái gì e ngại. Dù sao, hoang ma dù sao cũng là Diệp Thi Vũ sư huynh. Ta cần trên người ngươi một vật. Hoang ma ngữ khí hơi hơi ngưng tụ nói, tựa như hắn cũng không nguyện ý cướp đi Tiêu Phàm thứ ở trên thân một dạng. Sợ Tiêu Phàm không đáp ứng, hoang ma vội vàng lại nói, dạng này đồ vật, đối yêu chủ bọn họ phục sinh cực kỳ trọng yếu, bằng không mà nói, ta cũng sẽ không hướng ngươi mở miệng. Thứ gì, Tiêu Phàm ngược lại cũng không phải cái người hẹp hòi, nếu như có thể, ta cho ngươi chính là. Hoang ma ngược lại là không nghĩ tới Tiêu Phàm sảng khoái như vậy, nói, là một cái hồ lô. Hồ lô, Tiêu Phàm sững sờ, trong nháy mắt nghĩ tới hắc hỏa hồ lô, xòe bàn tay ra. Lòng bàn tay lập tức xuất hiện huyết hắc sắc hắc hỏa hồ lô. Tiêu Phàm, ngươi làm gì? Hắc hỏa hồ lô vừa xuất hiện, nó khí linh lập tức la hoảng lên, tựa như gặp được cái gì kinh khủng sự tình, nhanh, mau đưa ta thu hồi. Luyện âm, ngươi nên quay về rồi. Tiêu Phàm còn không có mở miệng, hoang ma liền ngưng tiếng nói. Hắc hỏa hồ lô khí linh nghe nói như thế, dọa đến toàn thân run rẩy kịch liệt, đáng tiếc hắn là khí linh, không cách nào tự quyết đào tẩu. Bằng không đoán chừng liền bú sữa mẹ khí lực đều sẽ xuất ra. Cái này hắc hỏa hồ lô, cùng luyện yêu tổ hồ có quan hệ. Tiêu Phàm biểu tình thần sắc không muốn. Bản thân vừa mới để hắc hỏa hồ lô chữa trị, hơn nữa vừa mới trở nên cường đại, nhưng hắn hiện tại đem hắn cho hoang ma, thật là có điểm không bỏ được. Gia hỏa này, nói không chừng về sau còn có thể giúp mình một phen đây. Ngươi không biết, hoang ma cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm. Cũng không có giấu giếm, như thực nói ra, hắn liền là luyện yêu tổ hồ a, cái gì? Tiêu Phàm kinh hô một tiếng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem hắc hỏa hồ lô, trong lúc nhất thời khó mà tin được hoang ma mà nói. Hắc hỏa hồ lô chưa từng có thể hiện đưa ra cường đại địa phương a, làm sao lại là trong truyền thuyết lịch cổ 10 đại chí bảo xếp hạng đệ thất luyện yêu tổ hồ đây? Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm có chút do dự. Phải biết, đây chính là luyện yêu tổ hồ a. Truyền văn là yêu tộc khắc tinh, có thứ này ở, bất kỳ yêu thú gì nhìn thấy hắn đều phải nhượng bộ lui binh. Thứ này đối với ngươi mà nói không có quá lớn tác dụng, nó chỉ là luyện yêu tổ hồ âm hồ lô mà lên, chủ yếu có chút tác dụng phòng ngự. Hoang ma lại nói, sớm biết Tiêu Phàm có thể như vậy, bản thân liền đừng nói cho hắn chân tướng. Tiêu Phàm, không nên đem ta cho hắn, không muốn. Hắc hỏa hồ lô khí linh gấp gáp, thiếu chút nữa thì khóc lên. Tiêu Phàm thở dài, nếu như hắc hỏa hồ lô chỉ là một kiện pháp bảo, hắn có lẽ thật đúng là không nguyện ý cho hoang ma. Nhưng quan hệ yêu chủ, hắn không cho cũng phải cho. Ngươi cầm đi đi, Tiêu Phàm khẽ cắn môi, nhẫn tâm đem hắc hỏa hồ lô đưa cho hoang ma. Tiêu Phàm, ngươi thật là lòng dạ độc ác, uổng cho ta toàn tâm toàn ý đối với ngươi. Không muốn a, bản tổ không muốn dung hợp. Hắc hỏa hồ lô khí linh không ngừng kêu thảm thiết. Không ngừng giãy giụa lấy, có thể căn bản không tránh thoát được hoang ma bàn tay. Tiêu Phàm khóe miệng rút rút, cái này hắc hỏa hồ lô khí linh bình thường lời nói không nhiều, làm sao hôm nay lại trở nên như thế muộn tao đây? Cái gì đối ta toàn tâm toàn ý? Ngươi nha, ăn ta, dùng ta, còn không cho ta lao động, nói đúng là như ngươi loại này khí linh. Hắc hỏa hồ lô khí linh càng là như thế, Tiêu Phàm càng thấy được hắc hỏa hồ lô vô dụng. Ngược lại dễ dàng rất nhiều. Tiêu Phàm, ta không thể lấy không ngươi hồ lô. Hoang ma đột nhiên tiện tay vung ra hai đạo quang mang, hóa thành hai khối ngọc phù rơi vào Tiêu Phàm trong tay. Hai khối này ngọc phù bên trong đều ẩn chứa ta một kích toàn lực, hy vọng đối với ngươi có chút tác dụng chỗ. Tiêu Phàm nắm tay bên trong hai viên ngọc phù, trong lòng điểm này khó chịu trong nháy mắt tan thành mây khói. Hoang ma toàn lực một đòn, phải biết. Vừa rồi hắn tiện tay liền diệt mấy cái thiên tôn cường giả, một đòn gần 100 pháp tôn cảnh cường giả a, nếu như hắn một kích toàn lực, lại là làm sao khủng bố. Tiêu Phàm vội vàng thận trọng đem hai viên ngọc phù thu hồi đến, có hai mai này ngọc phù, lại muốn hắc hỏa hồ lô có tác dụng gì. Tiêu Phàm, ngươi một cái hoa tâm đại củ cải, hắc hỏa hồ lô khí linh khí giận mắng không thôi.
Nhưng mà một khắc sau, Hoàng Ma tiện tay hất lên, trong tay hắc hỏa hồ lô bỗng phóng đại, hướng về xa xa Cự Phong kích xạ đi. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, hắc hỏa hồ lô biến thành Cự Phong lớn nhỏ, hơn nữa trở nên hư vô lên, nhanh chóng cùng cái kia Cự Phong hòa làm một thể. Tiêu Phàm kinh dị hết sức, hắn biết rõ Cự Phong là hồ lô bộ dáng, nhưng chân chính nhìn thấy, vẫn là cực kỳ không bình tĩnh. Ngọn núi kia, Tiêu Phàm nhìn không được hỏi. Ngọn núi kia tương đương với luyện yêu tổ hồ nhục thân, hiện tại, linh hồn quy vị, nó liền có thể triệt để sống lại. Hoàng Ma giải thích nói. Tiêu Phàm thất kinh, hắn lúc này mới ý thức được, lưu lạc bên ngoài hắc hỏa hồ lô chẳng qua là luyện yêu tổ hồ linh hồn mà thôi. Nói cách khác, hắc hỏa hồ lô liền để luyện yêu tổ hồ danh liệt lịch cổ 10 đại chí bảo đệ thất. Bây giờ, hắn cùng với bản thể hòa làm một thể, như vậy phải làm sao cường đại? Tiêu Phàm nhìn không được nuốt nước miếng một cái, hiện tại hắn cảm thấy, cái kia lịch cổ 10 đại chí bảo xếp hạng, có vẻ như cũng không thế nào đáng tin cậy. Ầm ầm, đột nhiên, ngọn núi run rẩy kịch liệt lên, nguyên bản một bên đen sắc, một nửa kim sắc sơn phong hồ lô bắt đầu vụt nhỏ lại. Cùng lúc đó, kim sắc cùng hắc sắc cũng chậm chậm dung hợp, biến thành hắc kim sắc, phía trên còn mơ hồ tản ra ánh sáng màu đỏ ngòm, yêu dị tới cực điểm. Tiêu Phàm nhìn đến một cái, cảm giác tâm thần đều bị hút vào trong đó, vội vàng thu hồi ánh mắt. Tốt rồi, người cũng đi thôi, có ta ở đây, thiên nhân tộc không dám tùy tiện dương oai. Hoàng Ma xòe bàn tay ra, luyện yêu tổ hồ rơi vào lòng bàn tay của hắn. Tiêu Phàm gật gật đầu. Lấy hắn thực lực, lưu lại cũng không có quá nhiều giá trị. Hoàng Ma một người là đủ. Hơn nữa, hắn bây giờ còn có luyện yêu tổ hồ nơi tay, bình thường thiên nhân tộc cùng dị ma, căn bản không làm gì được hắn. Đúng rồi, trước đó cái kia thiên nhân tộc nói cửu thống lĩnh sẽ báo thù cho hắn, cái kia cửu thống lĩnh đại khái thực lực gì? Tiêu Phàm liền nghĩ tới thiên giang mà nói, nhịn không được hỏi. Thiên nhân tộc thống lĩnh, hẳn là bất diệt thánh tổ cảnh A. Hoàng Ma suy nghĩ một chút nói. Quả nhiên là thánh tổ, Tiêu Phàm sầm mặt lại. Ngươi không cần lo lắng, bọn họ trong thời gian ngắn hẳn là không cách nào giáng lâm, ngươi còn có chút thời gian trưởng thành. Hoàng Ma lại là lơ đễnh cười một tiếng, huống chi, bất diệt thánh tổ, cũng chẳng qua là yếu nhất thánh tổ mà thôi. Yếu nhất thánh tổ, Tiêu Phàm kinh dị, nếu như hắn còn nhớ rõ thái cổ thời kỳ ký ức, có lẽ liền sẽ 10 điểm yên tĩnh. Không sai. Bất diệt thánh tổ chẳng qua là thánh tổ cảnh bên trong yếu nhất cảnh giới. Hoàng Ma gật gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng nói, thánh tổ cảnh, tổng cộng chia làm tứ cảnh. Tứ cảnh, Tiêu Phàm biểu tình vẻ tò mò. Tiêu Phàm vốn cho là thánh tổ cảnh chính là duy nhất cảnh giới mạnh nhất, không nghĩ tới còn chia làm bốn cái cảnh giới. Chẳng lẽ cũng cùng thánh đế cảnh một dạng, chia làm tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong sao? Đệ nhất cảnh, bất diệt cảnh. Hoàng Ma cũng là 10 điểm kiên nhẫn giải thích, cũng nói là bất diệt thánh tổ, đạt tới cảnh giới này, không chỉ có nhục thân bất diệt, linh hồn cũng bất hủ. Nói cách khác, trên cơ bản không giết chết, Tiêu Phàm kinh ngạc nói. Hắn nội tâm cực kỳ hồ nghi, bởi vì hắn cho tới bây giờ không tin không có không giết chết người, sở dĩ bất tử, đó là bởi vì chết không đủ triệt để. Tựa như Hoàng Ma, chớ nhìn hắn hiện tại trọng sinh. Nhưng trong lúc đó đã trải qua hàng trăm hàng ngàn vạn năm, trong những tháng năm dài đẵng đẵng này, có thể nói hắn một mực dưỡng thương. Không có như vậy kéo dài tuế nguyệt, hắn cũng không khả năng tỉnh lại. Không sai biệt lắm, đạt tới dạng này cảnh giới, muốn diệt sát đối thủ, trừ phi chân chính ma diệt đối thủ tất cả sinh cơ, nhưng nếu là làm như thế, cho dù bản thân cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Hoàng Ma giải thích nói. Dừng một chút. Lại nói, đương nhiên, như ta lúc trước kỳ thật cũng cùng chết không sai biệt lắm, sinh cơ ma diệt hầu như không còn, chỉ còn lại có một điểm bất diệt vật chất, sở dĩ có thể tỉnh lại, ngoại trừ thực lực, chủ yếu nhất vẫn là vận khí. Mặt khác, còn có một chút, cũng là bất diệt thánh tổ cảnh biểu tượng, kia liền là bất diệt vật chất, muốn triệt để giết chết đối thủ, trừ phi triệt để ma diệt đối phương bất diệt vật chất. Bất diệt vật chất, đó là vật gì, Tiêu Phàm không hiểu, thậm chí. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói cái này bất diệt vật chất. Đó là thánh tổ cảnh đặc biệt có đồ vật, thánh tổ sở dĩ bất tử bất diệt, dựa vào đúng là bất diệt vật chất. Hoàng Ma hơi hơi ngưng tụ, nói, hắn là từ vô thượng kim thân bên trong sinh ra. Tiêu Phàm càng thêm buồn bực,
cái này bất diệt vật chất, chỉ có thể cùng vô thượng kim thân có quan hệ đây. Hoàng ma trầm ngâm mấy tức, tinh tế nói tới, ngươi hẳn là cũng biết, thánh tôn cảnh vô thượng kim thân chia làm ngũ đoán, có thể phần lớn người, đều chưa chắc có thể hoàn thành tứ đoán. Không sai, vô thượng kiếp này rất khó tu luyện, ta hiện tại mới vô thượng kim thân đệ nhị đoán mà thôi. Tiêu Phàm gật gật đầu. Những năm này, hắn một mực tu luyện vô thượng kim thân, muốn mau sớm hoàn thành đệ tam đoán. Nhưng hắn phát hiện, muốn hoàn thành đệ tam đoán 10 điểm gian nan, dù cho so đột phá tu vi còn muốn khó khăn. Mặc dù hắn tu luyện tu la cửu biến, có thể làm cho sức mạnh thân thể đạt tới vô thượng kim thân đệ tứ đoán cường độ, có thể cuối cùng chỉ là vô thượng kim thân đệ nhị đoán mà thôi. Hơn nữa, Tiêu Phàm cái này còn xem như mạnh. Có thật nhiều pháp tôn cảnh còn dừng lại ở vô thượng kim thân đệ nhất đoán đây. Có thể nghĩ muốn đột phá thánh tổ cảnh, nhất định phải tu luyện ra vô thượng kim thân đệ ngũ đoán, bằng không mà nói, không ai có thể tiếp nhận thánh tổ kiếp oanh kích. Hoàng ma vẻ mặt trịnh trọng nói. Hơn nữa, cho dù hoàn thành đệ ngũ đoán, cũng có khả năng thất bại. Cuối cùng, Hoàng ma lại bổ sung một câu. Tiêu Phàm thần sắc có chút ngưng trọng. Hoàn thành vô thượng kim thân đệ ngũ đoán đều chưa chắc có thể thành công đột phá thánh tổ cảnh sao. Nghĩ đến bản thân thiên đố chi nhân thuộc tính, đừng nói vô thượng kim thân đệ ngũ đoán, chính là thật đột phá vô thượng kim thân cực hạn, cũng chưa chắc có thể chịu nổi thánh tổ kiếp A. Hắn thánh tôn kiếp đều đáng sợ đến cực điểm, lại càng không cần phải nói thánh tổ kiếp. Thánh tổ cảnh, với ta mà nói còn rất xa, huống hồ, nếu là ta có thể tu luyện tới vô thượng kim thân đệ ngũ đoán. Hơn nữa tu la cửu biến, nhục thân nhất định sẽ vượt qua đệ ngũ đoán, thậm chí đạt tới chưa từng có đệ lục đoán đây. Tiêu Phàm âm thầm tự an ủi mình. Hắn nội tâm quyết định, bản thân cảnh giới tạm thời có thể ép một chút, nhưng vô thượng kim thân không thể buông tha. Không biết nhưng có tu luyện vô thượng kim thân phương pháp. Tiêu Phàm khiêm tốn hỏi. Những năm này, hắn quang dựa vào chính mình tìm tòi, vô thượng kim thân tu luyện rất chậm. Đã từng khí số vào cơ thể ưu thế, hiện tại đã chậm rãi bị bản thân san bằng. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn đạt tới vô thượng kim thân đệ nhị đoán, căn bản không phải hắn ở thánh tôn cảnh tu luyện ra được. Mà là đã từng thánh đế cảnh trước đó đánh rớt xuống nội tình, hơn nữa ở thiên ma kiếp địa lấy được thiên ma thánh quả, nhưng hắn đạt đến như vậy cấp độ. Người vô thượng kim thân đệ nhị đoán là làm sao tu luyện ra được? Hoàng ma cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm. Người nhà đều vô thượng kim thân đệ nhị đoán, thậm chí vẫn không biết tu luyện chi pháp. Tiêu Phàm ngại ngùng cười một tiếng, điểm này hắn thật vẫn không rõ ràng. Bất quá, Tiêu Phàm rất nhanh kịp phản ứng, ánh mắt sáng lên, là khí số. Không đúng, là bản nguyên. Hoàng ma hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm một cái, không sai, dùng bản nguyên thối thể, xa so với khí số thối thể còn mạnh hơn, quá trình này. Sẽ không ngừng tiêu hao bản nguyên chi lực, trên thực tế cũng là không ngừng tăng lên khống chế độ quá trình. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm sáng tỏ thông suốt, dường như có chỗ minh ngộ. Sau đó, hắn đột nhiên khoanh chân ngồi ở tại chỗ, nhanh chóng thôi động ba loại bản nguyên chi lực rèn luyện thân thể. Trước kia hắn chỉ là dùng khí số rèn luyện thân thể, đột phá thánh tôn cảnh về sau hắn cũng một mực thử nghiệm, nhưng hắn còn chưa bao giờ dùng bản nguyên chi lực rèn luyện qua. Thứ nhất hắn căn bản không biết dùng bản nguyên chi lực rèn luyện thân thể phương pháp này. Thứ hai là bản nguyên chi lực tiêu hao rất khó bổ sung, những năm này Tiêu Phàm một mực đều đang chiến đấu bên trong vượt qua, nơi nào có dư thừa bản nguyên chi lực đến rèn luyện đây. Hoàng ma nhìn thấy Tiêu Phàm khoanh chân ngồi ở tại chỗ, khóe miệng một trận cuồng rút. Người nhà chẳng lẽ không nhìn nơi này là địa phương nào, cứ như vậy nhập định. Nếu như hắn cũng biết, có hắn tọa trấn nơi này. Tiêu Phàm thật đúng là không cần lo lắng cái gì. Theo bản nguyên chi lực nhập thể, Tiêu Phàm quanh thân tản ra kim quang nhàn nhạt, mỗi một tế bào cũng bắt đầu hô hấp, trở nên hết sức tỉ mỉ lên. Hắn một lần lại một lần dùng bản nguyên chi lực xông té kinh mạch, gần 10 vạn nguyên bản nguyên chi lực, có thể cho hắn rèn luyện một đoạn thời gian rất dài. Hơn nữa, vô thượng kim thân đệ tam đoán rèn luyện, đối bản nguyên chi lực tiêu hao cực nhỏ. Tiêu Phàm hoàn toàn có thể bù đắp hắn tiêu hao quá trình. Nói cách khác, tại hoàn thành vô thượng kim thân đệ tam đoán rèn luyện phía trước, hắn bản nguyên chi lực cơ bản sẽ không ít. Hoàng ma cũng cảm nhận được Tiêu Phàm trạng thái, không khỏi thấp giọng mắng, thật đúng là một biến thái,
như thế bàng bạc bản nguyên chi lực, cho dù ta lúc ban đầu, cũng ở qua là hắn 1/3 a. Cũng không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm nhục thân đột nhiên chán phóng vô số quang hoa, giống như một vòng sáng chói kim sắc thái dương nở rộ, đâm đến thiên khung đều trở nên lóa mắt hết sức. Vô thượng kim thân đệ tam đoán, Tiêu Phàm thu liếm khí tức, trên mặt hơi hơi vui vẻ. Cảm thụ được bản thân lực lượng, hắn cảm giác chính mình nhục thân lại mạnh mẽ mấy lần có thừa, dù cho không thi triển tu la cửu biến, hắn cũng dám khiêu chiến thượng phẩm pháp tôn. Tạ hoang ma tiền bối, Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện hoang ma còn đứng ở cách đó không xa, vội vàng hơi hơi thi lễ. Liên quan ta cái dám, hoang ma vẻ mặt khó chịu xích thanh nói. Cũng khó trách hắn không thoải mái, Tiêu Phàm vậy mà nhường hắn hỗ trợ hộ pháp, hơn nữa một lần chính là hơn nửa năm thời gian, nhất là Tiêu Phàm thiên phú so với hắn còn yêu nghiệt, hắn có thể cam tâm mới là lạ chứ. Ách, Tiêu Phàm không biết làm sao, đành phải đổi chủ đề, đúng rồi, trước ngươi nói thánh tổ có tứ cảnh, vậy trừ bất diệt cảnh, mặt khác tam cảnh đây. Hoang ma nghe được lời nói của Tiêu Phàm, kém chút không phun ra một ngụm lão huyết. Nãi nãi, người đó đã là hơn nửa năm trước chủ đề, ta đều đã quên đi, người bây giờ lại tới hỏi ta. Làm sao vậy, chẳng lẽ không đúng sao? Tiêu Phàm hồn nhiên không biết, bản thân đột phá vô thượng kim thân đệ tam đoán, hoa hơn nửa năm. Đối với hắn mà nói, lúc trước sự tình dường như hôm qua một dạng. Không có gì, hoang ma không nói thêm gì. Tiếp tục tiếp lấy Tiêu Phàm cái đề tài này, bất diệt cảnh phía trên, theo thứ tự là tuyệt thế cảnh, cũng nói là tuyệt thế thánh tổ. Tuyệt thế thánh tổ, Tiêu Phàm tiếp tục lắng nghe, ai ngờ, hoang ma lại không có nói tiếp ý tứ, trực tiếp khoát tay một cái nói, hiện tại nói cho ngươi cũng vô dụng, người người chờ ngươi hơn nửa năm, ngươi nên rời đi. Dứt lời, cũng không đợi Tiêu Phàm mở miệng, một cỗ lực lượng bọc lấy hắn, trực tiếp tại chỗ biến mất. Tiêu Phàm trong lòng buồn bực. Nếu như cũng đã chờ hơn nửa năm, vậy cũng không kém như vậy một chút thời gian a. Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh hiểu được, trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Bản thân để hoang ma bạch bạch thay mình hộ pháp hơn nửa năm, hắn có thể sảng khoái mới là lạ chứ. Thời không thông đạo dường như không có cuối cùng, Tiêu Phàm ở trong đó nhanh chóng xuyên toa, đại khái thời gian uống cạn chung trà về sau, một sợi ánh sáng xuất hiện ở trước mắt hắn. Hô! Hắn phi thân xâm nhập ánh sáng bên trong, chỉ một thoáng, thế giới trước mắt lập tức trở nên mấy tức lên. Lão Tam, nơi xa, một bóng người nhanh chóng bay tới, lại là Lăng Phong, hắn vẻ mặt lo lắng nhìn xem Tiêu Phàm, người không sao chứ? Không có việc gì, hoang ma tìm ta trò chuyện vài câu, trở ngại một chút thời gian. Tiêu Phàm lơ đễnh nói. Thật, Lăng Phong hoài nghi hỏi. Tán gẫu vài câu, sẽ trò chuyện hơn nửa năm thời gian. Tiêu Phàm cũng không xoắn suýt chuyện này, mà là nhìn bốn phía hỏi, những người khác đâu. Chúng ta chuyện tống ra địa phương đều có chút sai lầm, tất cả mọi người hướng vô tận thần phủ tập hợp, liền ta cùng Diệp Khuynh Thành, Khương Ách ba người ở lại chờ ngươi. Lăng Phong giải thích nói. Nói xong, hai đạo bóng người từ đằng xa bay vụt mà tới, lại là Khương Ách cùng Diệp Khuynh Thành hai người, nhìn thấy Tiêu Phàm không việc gì, hai người cũng là khẽ thở phào. Đi! Vừa đi vừa nói, Tiêu Phàm nhìn thoáng qua phía dưới đã biến mất vạn cổ hung phần cửa vào, lúc này mới lấy ra một chiếc thần chu, hướng về vô tận thần phủ phương hướng bay lượn đi. Lăng Phong cùng Diệp Khuynh Thành đem hơn nửa năm này sự tình đơn giản cùng Tiêu Phàm giảng thuật một lần, để Tiêu Phàm kinh ngạc là, dị ma vậy mà đình chỉ cùng thái cổ thần giới chiến đấu. Điểm này quá không tầm thường, dị ma thế nhưng là thời khắc cũng nghĩ chiếm cứ thái cổ thần giới a. Nghe nói là bởi vì một lần này bọn họ tổn thất nặng nề, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lăng Phong bổ sung một câu. Chín đại đồng minh có hay không phản công? Tiêu Phàm hỏi. Lăng Phong nhún nhún vai, thở dài nói, ngươi cũng biết, thái cổ thần giới tu sĩ nghe được dị ma hai chữ, liền dọa đến không chứng, nơi nào còn dám phản công. Đoạn thời gian trước, Tu La Điện thu đến tình báo, nói có đồng minh còn ăn mừng vài ngày đây. Thậm chí, còn có đồng minh nghĩ đến cùng dị ma ký kết hiệp nghị đình chiến. Nghe đến đây, Tiêu Phàm biểu lộ 10 điểm phong phú, không chỉ là phẫn nộ, vẫn là cười lạnh, hoặc là đang giễu cợt. Dựa vào những người này, thái cổ thần giới cũng không cứu. Diệp Khuynh Thành chen vào một câu, chín đại đồng minh bên trong, cũng liền tinh thần cổ thú nhất tộc coi như có chút cốt khí.
Lăng Phong cùng Khương Ách cũng đồng ý gật gật đầu, tinh thần cổ thú nhất tộc, mặc dù không có chủ động công kích dị ma, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ không đúng dị ma nhân từ nương tay. Phàm là tiến công bọn họ vực dị ma, tất cả đều bị chém giết hầu như không còn. Đúng rồi, Tiêu Phàm, còn có một chuyện, là Tà Vũ truyền tin cho ta, gia hỏa này mấy tháng trước đột nhiên không thấy. Khương Ách đột nhiên trầm giọng nói, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Cái gì sự tình, Tiêu Phàm thế nhưng là rất ít gặp đến Khương Ách nổi giận. Thiên Hoang hủy bỏ chúng ta tiến vào táng tổ thiên mộ danh sách. Khương Ách cắn răng nói. Nhưng mà, Tiêu Phàm cũng không có nửa điểm kinh ngạc, ngược lại 10 điểm bình tĩnh nói, chỉ chút chuyện này. Lúc trước Thiên Hoang đóng lại thời không khiêu dược đài, chẳng phải hẳn là dự liệu được sao? Khương Ách ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Phàm, nói, thế nhưng là, táng tổ thiên mộ cơ duyên, chúng ta cứ như vậy bỏ qua. Không, chúng ta sẽ không bỏ qua. Tiêu Phàm tự tin cười một tiếng, chỉ là, chúng ta sẽ không đại biểu Thiên Hoang tiến vào, mà là đại biểu Thái Cổ Thần Giới. Đại biểu Thái Cổ Thần Giới. Khương Ách không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm, sau đó rất nhanh hiểu được, người có biện pháp tiến vào táng tổ thiên mộ. Tiêu Phàm gật đầu một cái, Hoa Vạn Giới cho hắn một khối thông hướng táng tổ thiên mộ lệnh bài, hắn tự nhiên là có thể tiến vào. Hơn nữa, không chỉ có hắn có thể đủ tiến vào, hắn còn có thể mang những người khác cùng một chỗ tiến vào. Thiên Hoang muốn vứt bỏ hắn, Tiêu Phàm chỉ là cười một tiếng. Hắn chưa bao giờ đem mình làm Thiên Hoang một thành viên, tương lai nếu như dị ma xâm nhập Thiên Hoang nếu như cầu trợ với hắn, hắn Tiêu Phàm cũng đồng dạng sẽ khoanh tay đứng nhìn. Không có chuyện gì khác, đúng không? Tiêu Phàm lại hỏi. Lăng Phong cùng Diệp Khuynh Thành lắc đầu, mà Khương Ách lại là ngưng tiếng nói, Tà Vũ nói, táng tổ thiên mộ sẽ sớm nửa năm mở ra, cũng chính là 9 tháng sau. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trong lòng lại là khinh thường, ngưng tiếng nói, mọi người trở về chuẩn bị lật một cái, nửa năm sau, chúng ta tiến vào táng tổ thiên mộ. Tốt, Diệp Khuynh Thành cùng Lăng Phong hơi có vẻ hưng phấn, bọn họ vốn là không có cơ hội, hiện tại có cơ hội, lại làm sao có thể bỏ lỡ. Về phần Khương Ách, lại là hết sức kinh ngạc, chiếu Tiêu Phàm ý tứ này, hắn có được tùy thời tiến vào táng tổ thiên mộ năng lực a? Các ngươi về trước Vô Tận Thần Phủ. Nói đến đây, Tiêu Phàm đột nhiên chia ra một bộ linh hồn phân thân, ta đây phân thân sẽ đi theo các ngươi cùng nhau trở về, an bài tốt tất cả mọi chuyện. Vậy còn ngươi, Lăng Phong lo lắng nói. Ta muốn đi một chuyến tà thần cổ vực, có một số việc muốn tìm một lần tà thần tiền bối. Tiêu Phàm để lại một câu nói, thân thể hóa thành cực tốc biến mất ở chân trời. Tốc độ nhanh chóng, để đám người theo không kịp. Lão Tam lại mạnh lên. Dù cho ta lấy trung phẩm pháp tôn tu vi, cũng chưa hẳn là hắn đối thủ a. Lăng Phong thở dài, vì Tiêu Phàm cao hứng rất nhiều, lại có chút kết thúc. Phủ chủ đi thẳng ở chúng ta phía trước, Diệp Khuynh Thành đắng chát cười một tiếng, còn người kiên định nói, hiện tại chúng ta còn có thể nhìn thấy lưng của hắn ảnh, nếu như chúng ta không cố gắng, về sau liền chưa chắc có thể xem được. Ba người ở một bên cảm thán, Tiêu Phàm linh hồn phân thân khóe miệng giật một cái. Ngay sau đó một người đạp một cước, ba người lúc này mới ý thức được, Tiêu Phàm còn đang bên người đây. Lại nói Tiêu Phàm cùng ba người tách ra, trực tiếp tiến về tà thần cổ vực, hắn nội tâm mang theo vô số nghi hoặc, muốn hỏi thăm tà thần. Nhưng mà, khi hắn xuất hiện ở tà thần cổ vực thời khắc, lại là trợn mắt hốc mồm, trước mắt hắn tà thần cổ vực, vậy mà chỉnh thể biến mất. Không sai, chính là chỉnh thể biến mất, thay vào đó là một cái hố sâu to lớn. Mình mông bát ngát. Tiêu Phàm dựa theo trí nhớ trước kia, đi tới lần trước gặp tà thần thành trì, lại là phát hiện, cái kia phế tích, ngồi một đạo tấm màn rơi xuống thân ảnh. Tiêu Phàm, người đã đến. Không đợi Tiêu Phàm nói chuyện, thân ảnh kia liền khàn khàn mở miệng. Tà Vũ, Tiêu Phàm nhận ra ngồi trong phế tích người kia, trên mặt đều là ngưng trọng. Trước đó Khương Ách nói Tà Vũ biến mất hơn mấy tháng, không có bất kỳ cái gì bóng dáng. Hóa ra Tà Vũ một mực ngồi ở chỗ này. Thở sâu, Tiêu Phàm lách mình xuất hiện ở Tà Vũ bên người, ngưng tiếng hỏi, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì, tà thần tiền bối đây. Sư tôn đi, Tà Vũ thở dài, vẻ mặt thất lạc. Đi, Tiêu Phàm đối hai chữ này hơi nghi hoặc một chút, rốt cuộc là rời đi ý tứ, vẫn là chết. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, lấy tà thần thực lực, nghĩ đến muốn chết cũng khó khăn, đoán chừng hẳn là rời đi.
rời đi, Tà Vũ Bạch Tiêu Phàm một cái, sư tôn cùng bốn vị thúc thúc, đều rời đi, chỉ để lại một đạo tàn niệm cùng ta tạm biệt. Tiêu Phàm không nói, hắn ẩn ẩn nhớ ra cái gì đó, chỉ là rất mơ hồ, trong đầu không tự chủ được toát ra vạn cổ thần mộ mấy chữ này. Việc này, hơn phân nửa là cùng vạn cổ thần mộ có quan hệ. Ngươi có biết bọn họ đi nơi nào? Tiêu Phàm hỏi. Tà Vũ lắc đầu, bọn họ không nói, đi nơi nào kỳ thật cũng không để ý, chỉ là bọn hắn cái gì đều không lưu lại cho ta, cũng quá chụp. Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái, hóa ra ngươi chính là đang vì việc này mà cảm thấy thất lạc a. Nha, ta còn tưởng rằng ngươi thật không muốn bọn họ rời đi đây. Ngươi cũng biết, đại kiếp sắp tới, bằng vào chính ta, đoán chừng muốn năm nào tháng nào mới có thể đột phá thánh tổ cảnh. Tà Vũ một bộ đương nhiên bộ dáng. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, lười nhác cùng Tà Vũ nói chuyện, xoay người rời đi. Qua chút thời gian, ta sẽ tiến về táng tổ thiên mộ, ngươi phải đi mà nói, đến vô tận thần phủ tìm ta. Ngươi có thể táng tổ thiên mộ. Tà Vũ trong nháy mắt tinh thần rất nhiều, đem không thích lúc trước quên hết đi, lách mình xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, kề vai sát cánh nói, ngươi sẽ không gạt ta à. Lừa ngươi có chỗ tốt gì? Tiêu Phàm ngược lại là vẻ mặt trịnh trọng, ngươi nếu là muốn đi trước mà nói, phải làm tốt cùng thiên hoang khai chiến chuẩn bị. Chó má thiên hoang, tốt nhất chớ chọc ta, bằng không đem bọn hắn tất cả đều giết. Tà Vũ hung tợn nói, hắn đối thiên hoang có thể không có nửa điểm hảo cảm. Không thất lạc, Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Tà Vũ, hắn lúc này mới ý thức được Tà Vũ vẫn là một cái tài nô. Sao có thể thất lạc đây, ta phải giữ vững tinh thần. Lần sau gặp được sư tôn, phải nhường bọn họ minh bạch vứt bỏ ta hậu quả, về sau để bọn hắn không với cao nổi. Tà Vũ đại đại liệt liệt nói. Tiêu Phàm cũng không đánh đánh Tà Vũ, coi như ngươi lại cố gắng như thế nào, cũng chưa chắc có thể vượt qua tà thần. Một cái có thể xuyên việt thời không chi hàng người, đến cùng cường đại đến mức nào Tiêu Phàm cũng khó có thể đánh giá. Trên đường đi, Tà Vũ líu lo không ngừng, Tiêu Phàm có chút không được tự nhiên. Bất quá hắn cũng có thể lý giải, Tà Vũ cùng Tà Thần cùng bốn đại Tà Vương ở giữa tình cảm. Bây giờ Tà Thần bọn họ rời đi, hắn tựa như một cái mê mang hài tử, trước đó thất lạc cảm xúc, không thể là giả đi ra. Hai người trở lại vô tận thần phủ, đã là mấy ngày sau, Tiêu Phàm linh hồn phân thân đã sắp xếp xong xuôi tất cả. Bây giờ, vô tận thần phủ cao tầng lực lượng đã không thiếu, lần này tiến về vạn cổ hung phần. Có không ít người đột phá đến thượng phẩm nguyên tôn cảnh. Lăng Phong càng là đạt đến trung phẩm pháp tôn, hơn nữa Kim Tu La nhất tộc 5 cái hạ phẩm pháp tôn, vô tận thần phủ đã có được tiếp cận 10 cái pháp tôn cảnh cường giả. Những ngày qua, đám người cũng đang tiêu hóa vạn cổ hung phần bên trong thu hoạch, vì đột phá hạ phẩm pháp tôn cảnh làm chuẩn bị. Tiêu Phàm không có tuyên bố tiến vào táng tổ thiên mộ danh sách, nhưng là nội tâm đã có ý đại khái. Hơn nữa, khoảng cách việc này còn có nửa năm thời gian, trước lúc rời đi, hắn còn có một số cái đuôi muốn trừ hết mới được, bằng không chờ bọn họ rời đi, đối vô tận thần phủ bất lợi có thể gặp phiền toái. Hoa đem thời gian gần một tháng, Tiêu Phàm đem vô tận thần phủ lực lượng lại chỉnh đốn một phen. Hiên Viên gia tộc cũng tốt, Tử Thiên gia tộc cũng được, đều phân biệt gia nhập tứ điện, ở vô tận thần phủ, không có bất kỳ cái gì gia tộc độc đại nói chuyện. Không thể không nói. Vô tận thần phủ bây giờ lực lượng đã đạt đến chưa từng có cường thịnh, không nói thái cổ thần giới đệ nhất, nhưng tuyệt đối không có bất kỳ thế lực nào dám khiêu khích vô tận thần phủ. Thời gian một tháng, vô tận thần phủ phòng ngự xem như vững như thành đồng vách sắt, Tiêu Phàm cũng lại không có cái gì nỗi lo về sau. Một ngày này, Tiêu Phàm lại đưa tới tất cả mọi người, cũng từng cái an bài một chút nhiệm vụ. Nam Cung Tiêu Tiêu, Lăng Phong, Tà Vũ đám người. Tất cả đều bị hắn đưa vào trên tinh không cổ lộ, thay thí thần bọn họ mở ra tinh lộ. Có bọn họ nhúng tay, tinh không cổ lộ mở ra tốc độ, tất nhiên sẽ đại đại mau chóng, thời gian rút ngắn thật nhiều. Mặt khác, Ma Thái Hư, Ngọc Thương Lưu cùng Phượng Trung Hoàng đám người, Tiêu Phàm để cho trở lại nguyên lai vị trí gia tộc, tận lực lôi kéo tộc nhân của bọn hắn. Nhưng đừng nhìn hiện tại thái cổ thần giới bình tĩnh như nước, chỉ khi nào bộc phát. Tuyệt đối là sóng dữ mãnh liệt. Về phần Tiêu Phàm, lại mang theo Kim Lân cùng Diệp Khuynh Thành hai người, bước vào tiên linh tộc Thánh Hỏa Long Sư nhất tộc địa bàn, hắn tới nơi này, chỉ vì đem Tiểu Kim mang về. Mấy người vừa mới bước vào tiên linh tộc địa bàn,
một người áo đen từ rừng sâu bên trong xuất hiện, cung kính cho Tiêu Phàm kể rõ tiên linh tộc thế cục. Bây giờ vô tận thần phủ mạng lưới tình báo đã trải rộng thái cổ thần giới, năng lực tình báo cũng có thể từ khía cạnh chứng minh vô tận thần phủ cường đại. Phủ chủ, đây là thuộc hạ sửa sang lại tin tức, ngài có thể yên ổn đến Thánh Hỏa Long Sư nhất tộc. Hắc Y Nhân cung kính nói. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, lông mày lại là có chút nhíu chặt, người nói, Thánh Hỏa Long Sư nhất tộc tình huống không tốt lắm. Không chỉ là Thánh Hỏa Long Sư nhất tộc, Phàm là hỏa thuộc tính tiên linh nhất tộc, bây giờ đều bị một đầu thần hỏa kỳ lân áp chế, cái kia Thánh Hỏa kỳ lân rất bá đạo, lấy nuốt giết mặt khác hỏa linh nhất tộc tới tu luyện. Hắc Y Nhân gật gật đầu. Thần hỏa kỳ lân, Tiêu Phàm chân mày nhíu sâu hơn. Muốn nói thần hỏa kỳ lân, hắn ngược lại là nhận biết một đầu, lúc trước còn kém chút chết ở trong tay hắn, về sau không biết tung tích. Truyền văn, cái này thần hỏa kỳ lân có được thiên hạ đệ tam thần thú thần hỏa thiên lân linh tính, tu vi cường đại không nói, linh tính càng là ép tới ức vạn hỏa linh không thở nổi. Hắc Y Nhân giải thích nói. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, cho đến bây giờ, chết ở trong tay hỏa linh, đã không thua hơn ức, nên hiện tại đã đến gần vô hạn thượng phẩm pháp tôn. Một khi đột phá thượng phẩm pháp tôn, hắn lại phải thôn phệ càng nhiều hỏa linh tu luyện a. Diệp Khuynh Thành híp híp hai mắt. Ta ngược lại nghĩ chiếu cố cái này thần hỏa kỳ lân. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, sau đó khoát khoát tay, Hắc Y Nhân lặng yên không tiếng động thối lui. Phủ chủ, người nói thế nào thần hỏa kỳ lân có phải hay không thần hỏa thiên lân? Diệp Khuynh Thành hỏi, dù sao, thần hỏa kỳ lân ở thần thú bảng xếp hạng mới hơn 200 tên mà thôi. Không có khả năng áp chế tất cả hỏa linh a. Tiêu Phàm cũng có chút hoài nghi, thần hỏa kỳ lân cũng không phải quần cư thần thú, hắn đã từng chỉ thấy qua một đầu. Nếu như là đầu kia thần hỏa kỳ lân, có thể đột phá thánh tôn cảnh coi như rất yêu nghiệt, dù sao ban đầu ở cổ thần cảnh, nhưng bây giờ đầu này, lại có được trung phẩm pháp tôn thực lực. Ngoại trừ trong truyền thuyết thần hỏa thiên lân, mặt khác thần hỏa kỳ lân, cơ bản không có khả năng đạt tới cái này dạng thực lực. Nếu như là thần hỏa thiên lân, vậy liền có chút phiền phức. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, sau đó tập trung ý chí, hướng về tiên linh tộc chỗ sâu bay đi. Một mảnh biển dung nham phía trên, hỏa diễm gào thét, mênh mông vô bờ, nham tương hải thủy không ngừng bốc hơi lên bong bóng, rầm 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 rung động, trong không khí nhiệt độ cao đáng sợ dọa người. Nơi này, là đại bộ phận sinh linh cấm địa, nhưng, cũng là hỏa linh tổ thánh địa. Ở chỗ này, bất luận cái gì hỏa diễm sinh linh tu luyện đều có thể đột nhiên tăng mạnh, thật sự là nơi này hỏa thuộc tính nguyên lực quá nồng đậm. Biển dung nham phía trên, có từng đầu to lớn sư tử đang đi tuần, bọn chúng có long hình đầu, bá khí hung mãnh, trong lúc vô hình mang cho người ta một loại cực lớn cảm giác áp bách. Nơi này, chính là Thánh Hỏa Long Sư nơi sống. Đồng thời, ở mảnh này biển dung nham bên ngoài, còn chú đóng hàng ức hỏa diễm sinh linh. Đem mảnh này biển dung nham vây chật như nêm cối, ngắm nhìn biển dung nham trung ương, trong mắt hiện ra ánh sáng nóng bỏng. Thần hỏa đại nhân làm sao còn không hạ lệnh, chỉ cần đại nhân hạ lệnh, chúng ta tất nhiên trước tiên hủy diệt Thánh Hỏa Long Sư nhất tộc, buồn cười Thánh Hỏa Long Sư nhất tộc, lại dám chống lại thần hỏa đại nhân mệnh lệnh, không hiến tế Thánh Hỏa Long Sư tộc nhân, đây không phải muốn chết sao? Đợi chúng ta hủy diệt Thánh Hỏa Long Sư nhất tộc. Ở như thế hỏa diễm nguyên khí nồng nặc địa phương tu luyện mấy tháng, tu vi tất nhiên tăng vọt. Một đám hỏa diễm sinh linh ngươi một lời ta một câu, tha thiết hướng về biển dung nham. Theo bọn hắn nghĩ, Thánh Hỏa Long Sư nhất tộc nhất định là muốn bị tiêu diệt nhất tộc, nhưng bọn hắn không có đồng tình, chỉ cảm thấy Thánh Hỏa Long Sư nhất tộc bị diệt là đương nhiên. Ở tiên linh tộc, cường giả vi tôn lý niệm càng thêm quán triệt, thậm chí ngay cả tu vi hơi thấp hỏa linh, chính mình cũng cảm thấy mình đáng chết. Cho cường giả hiến tế là một loại vinh quang. Tiêu Phàm triệu hồi ra vô tận chi hỏa, phân ra một đoàn hỏa diễm bao phủ thân thể, ngăn cách nội ngoại, ngược lại là không có nhận cái gì ngăn cản, một đường đến khu này biển dung nham bên ngoài. Bậc này khí tức, sợ là thất tinh tôn giai rồi a, cái này các đại nhân vật vậy mà cũng phải đến kiếm một chén canh, Thánh Hỏa Long Sư nhất tộc chết chắc. Có hỏa linh cảm nhận được Tiêu Phàm trên người bá đạo hỏa diễm lực lượng, nhao nhao lộ ra vẻ kính sợ. Thất tinh tôn giai, ở hỏa linh tộc bên trong, thì tương đương với hạ phẩm pháp tôn tu vi. Trên thực tế, vô tận chi hỏa căn bản không có không đạt tới cái này đồng dạng cấp độ,
tối đa cũng chỉ là đạt đến thượng phẩm nguyên tôn cảnh giới mà thôi. Chỉ bất quá nó hỏa diễm cực kỳ ngưng tụ, chất lượng xa không phải cùng giai hỏa linh có thể so sánh, khí tức mới không kém gì thất tinh thánh hỏa. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, lặng lặng nghe bốn phía hỏa linh tộc tu sĩ nghị luận, hắn rất nhanh liền hiểu Tiểu Kim cùng Thánh Hỏa Long Sư nhất tộc tình cảnh. Hiện tại Thánh Hỏa Long Sư, tuyệt đối không chỉ là nguy hiểm, nhất định chính là nguy cơ sớm tối. Những hỏa linh này tộc tu sĩ, đều đang đợi lấy thần hỏa kỳ lân mệnh lệnh, chỉ cần mệnh lệnh vừa đến, bọn họ sẽ không chút do dự thôn vệ hỏa linh tộc. Hỏa linh tộc chiến đấu, có lẽ không có chủng tộc khác như vậy huyết tinh. Nhưng là, bọn họ một khi phát sinh đại quy mô chiến tranh, trên cơ bản liền sẽ diệt tộc. Bởi vì hỏa linh tộc trưởng thành có được một đầu đường tắt, kia liền là thôn vệ mặt khác hỏa linh tộc đến làm bản thân lớn mạnh, dạng này tốc độ, xa so với tự mình tu luyện đến càng nhanh. Bởi vậy, hỏa linh tộc bậc này tiên linh tộc, cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết cường giả, bọn họ tạo nên cường giả tốc độ xa không phải nhân tộc có thể so sánh. Đồng thời, cũng có thể từ khía cạnh nhìn ra, Thánh Hỏa Long Sư nhất tộc có thể ở hỏa linh tộc truyền thừa mấy trăm ngàn năm, đã có thể chứng minh nội tình thâm hậu. Nhưng mà, bây giờ hỏa tộc bị thần hỏa kỳ lân trưởng quản, Thánh Hỏa Long Sư nhất tộc lại dám vi phạm thần hỏa kỳ lân mệnh lệnh, bị diệt tộc kết cục cơ hồ đã định trước. Đáng tiếc ta nhân tộc không cách nào xâm nhập tiên linh tộc, không biết Tiểu Kim ở Thánh Hỏa Long Sư nhất tộc địa vị đến cùng làm sao. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Các ngươi nhìn. Thần hỏa đại nhân vậy mà đích thân đến, vừa dứt lời, đột nhiên một đám hỏa linh quay đầu nhìn về phía chân trời, phát ra từng đợt kinh hô. Tiêu Phàm theo hỏa linh tộc tu sĩ ánh mắt nhìn tới, chỉ thấy một đoàn kim sắc hỏa quang từ chân trời mãnh liệt mà đến, hỏa đoàn bên trong, có một đầu lao nhanh hỏa diễm kỳ lân, hết sức đáng chú ý. Bốn phía hỏa linh tộc mặc dù cũng tản ra sắc thái rực rỡ hỏa diễm, nhưng tại ngọn lửa màu vàng óng kia trước mặt, lại có vẻ ảm đạm phai mờ. Sau một khắc, rất nhiều hỏa linh tộc tu sĩ nhao nhao nằm rạp trên mặt đất, lấy đó cung kính. Chỉ có Tiêu Phàm ba người đứng ở cái kia, không hề bị lay động. Trong chớp mắt, Tiêu Phàm ba người trở thành chung quanh không ít hỏa linh tộc căm thù ánh mắt, có tu sĩ càng là không ngừng giận dữ mắng mỏ. Nhìn thấy thần hỏa đại nhân, ngươi dám không quỳ, còn không quỳ xuống, chẳng lẽ ngươi muốn chết sao? Tức giận tiếng của trách không ngừng vang lên. Có hỏa linh càng là kém chút nhịn không được động thủ. Nhưng mà, Tiêu Phàm tựa như căn bản không nghe thấy đồng dạng, ánh mắt nhìn chăm chú đoàn kia đến gần kim sắc hỏa diễm, trực tiếp thốt ra, hỏa kỳ. Tiêu Phàm thanh âm không lớn, có thể giờ phút này yên lặng như tờ, hắn thanh âm cũng không nhỏ. Quả nhiên, hai chữ này vừa ra, xa xa đoàn kia kim sắc hỏa diễm bỗng nhiên chấn động một cái, sau đó một đôi con ngươi màu vàng óng hướng về Tiêu Phàm vị trí trông lại. Ngươi là người nào? Một đầu hỏa kỳ lân từ kim sắc hỏa diễm bên trong dậm chân mà ra. Tiêu Phàm thấy thế, càng thêm khẳng định, quanh thân vô tận chi hỏa biến mất, lộ ra lúc đầu khuôn mặt. Tiêu Phàm, hỏa kỳ lân nhìn thấy Tiêu Phàm chân dung một sát na kia, nhấc chân chạy, đó là đến từ sâu trong nội tâm hoảng hốt. Nhưng khi nó chạy ra mấy bước, đột nhiên lấy lại tinh thần, mình bây giờ thế nhưng là trung phẩm pháp tôn A. Tất yếu sợ một cái nhân tộc tiểu tử sao? Tiêu Phàm, người gan chó thật là lớn, năm đó xem ở nhân tộc phân thượng tha cho ngươi một cái mạng chó, ngươi còn dám tới ta hỏa tộc. Hỏa kỳ ở trên cao nhìn xuống quan sát Tiêu Phàm. Tha ta một mạng, Tiêu Phàm nghe nói như thế, thiếu chút nữa thì bật cười, hỏi ngược lại, ngươi vừa rồi chạy cái gì? Khụ khụ, hỏa kỳ lúng túng tằng hắng một cái, nói tránh đi Tiêu Phàm, còn không quỳ xuống nhận lấy cái chết. Có lẽ bản tôn tâm tình tốt, có thể cho một thống khoái. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn xem bốn phía hỏa linh nói, đường đường hỏa linh tộc, lại bị một cái bọn chuột nhắt khống chế, thật không phải bình thường sỉ nhục, các ngươi biết hắn là ai không? Làm càn, ngươi dám nhục nhã thần hỏa đại nhân, thần hỏa kỳ lân bên người mấy tôn hỏa linh giận dữ mắng mỏ không thôi. Thần hỏa đại nhân, Tiêu Phàm cười nhạo càng tăng lên. Một cái liền tên thật cũng không dám nói cho các ngươi bọn chuột nhắt, cũng dám xưng là đại nhân, thực sự là buồn cười. Hừ, thần hỏa đại nhân có được ta hỏa linh tộc tổ thú thần hỏa thiên lân linh tính, ta hỏa tộc thần phục nó chính là đương nhiên. Lại có hỏa linh tộc quát to. Tiêu Phàm cũng là không còn gì để nói, hắn lúc này mới nhớ tới, hỏa linh tộc ở cường giả trước mặt,
thế nhưng là đều cho là mình đáng chết chủng tộc A, cùng bọn hắn giảng đạo lý gì đây? Nói như vậy, chỉ cần có được thần hỏa thiên lân càng nhiều linh tính, người đó liền có thể khiến cho hỏa linh tộc thần phục, đúng không? Tiêu Phàm cười cười. Đương nhiên, Hỏa Kỳ ngạo nghễ nói. Mặt khác hỏa linh tộc cũng nhao nhao gật đầu, có hỏa linh tộc tu sĩ khinh thường nói, chẳng lẽ ngươi cũng có được tổ thú linh tính hay sao? Tiêu Phàm cũng không phản bác, mà là cười xòe bàn tay ra, một đoàn kim sắc hỏa diễm bên trong, hỏa diễm giống như một đầu kim sắc kỳ lân đồng dạng, sinh động như thật. Thần hỏa thiên lân, không biết là ai, đột nhiên kinh hô, thanh âm đều có chút run rẩy. Dạng này có đủ hay không? Tiêu Phàm hờ hững nhìn xem bốn phía hỏa linh tộc tu sĩ, thản nhiên nói. Dạng này có đủ hay không? Tiêu Phàm thanh âm không lớn, lại giống như một đạo như kinh lôi vang vọng ở Hỏa Kỳ cùng một đám hỏa linh tộc tu sĩ trong lòng. Hỏa Kỳ chẳng qua là có được thần hỏa thiên lân vài linh tính mà thôi, cùng nhân tộc có được tổ tiên mấy giọt tinh huyết không sai biệt lắm. Nhưng Tiêu Phàm, xác thực có được thần hỏa thiên lân bản mệnh chi hỏa, cái này thì tương đương với Tiêu Phàm có được chân chính tổ huyết, đây hoàn toàn không ở cùng một cái cấp độ tốt ra. Bái kiến đại nhân, có một ít hỏa linh tộc 10 điểm thực sự, trực tiếp quỳ sát xuống dưới, tán đồng Tiêu Phàm thân phận. Bọn họ cũng mặc kệ Tiêu Phàm thực lực, hơn nữa bọn họ trong mắt, có thể có được thần hỏa thiên linh bản mệnh chi hỏa người, thực lực lại làm sao có thể kém đây. Hỏa Kỳ, còn không quỳ lại, Tiêu Phàm cười nhìn lấy Hỏa Kỳ nói. Hỏa Kỳ khóe miệng giật một cái, bản thân bây giờ thế nhưng là trung phẩm pháp tôn A, tất yếu sợ Tiêu Phàm sao? Tiêu Phàm tối đa cũng chính là thánh tôn cảnh mà thôi, tu vi như vậy, bản thân thổi khẩu khí đều có thể giết chết hắn. Ngươi chẳng qua là một nhân tộc, ta hỏa linh tộc không quỳ nhân tộc. Hỏa Kỳ bên cạnh một cái hỏa linh tộc tu sĩ lạnh rên một tiếng, xem như cứng chắc Hỏa Kỳ một người. Vậy bản tôn đây, lúc này... Tiêu Phàm trước người bỗng toát ra một tấm hỏa diễm khuôn mặt tươi cười, một ngụm nuốt vào thần hỏa thiên lân bản mệnh chi hỏa, khí thế lần nữa phóng đại. Rất nhiều hỏa linh tộc cảm nhận được vô tận chi hỏa cường đại khí tức, nhao nhao quỳ lạy xuống tới. Ta thánh hỏa long sư tộc, chỉ kính đối đem ta tộc làm tộc nhân đối đãi người, mà không phải làm đồ ăn đối đãi người. Đúng lúc này, phía trước biển dung nham truyền đến hét lớn một tiếng. Hỏa linh tộc quay đầu nhìn tới. Lại là nhìn thấy một đầu cao lớn uy mãnh hoàng kim hỏa diễm sư tử ở một đám thánh hỏa long sư bao vây phía dưới chậm rãi đi tới. Tiêu Phàm nguyên bản còn có chút bận tâm, nhưng làm hắn nhìn thấy cầm đầu hoàng kim hỏa diễm sư tử lúc, lo lắng trong lòng trong nháy mắt tan thành mây khói. Hiển nhiên, hoàng kim hỏa diễm sư tử không phải người khác, chính là Tiểu Kim. Tiêu Phàm làm sao cũng không nghĩ đến, Tiểu Kim vậy mà trở thành thánh hỏa long sư tộc lão đại. Thần hỏa kỳ lân, chỉ là đem ta hỏa tộc sinh linh xem như đồ ăn, xem như hắn trở nên mạnh mẽ tài nguyên, các ngươi thật chẳng lẽ cam nguyện bị hắn nuốt ăn sao? Tiểu Kim tiếng truyền tứ phương, tiếp tục nói. Những cái kia đứng ở hỏa kỳ sau lưng hỏa linh tộc có chút do dự, mặc dù bây giờ hỏa kỳ còn không có nuốt ăn bọn họ, có thể tiếp tục như vậy, sớm muộn đều sẽ đến phiên bọn họ. Ngươi đánh giám, ngươi thánh hỏa long sư nhất tộc, cấu kết nhân tộc, đáng chém. Hỏa Kỳ cũng có chút nóng nảy, người tới, theo ta trước diệt mấy cái này nhân tộc, lại diệt thánh hỏa long sư nhất tộc. Chỉ một thoáng, rất nhiều hỏa linh tộc tu sĩ tức giận hướng về Tiêu Phàm, từng bước một ép sát đi qua. Diệp Khuynh Thành cùng Kim Lân hai người biểu tình vẻ đề phòng, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Nhiều như vậy hỏa linh tộc tu sĩ cùng nhau tiến lên, cho dù bọn họ là pháp tôn cảnh, đoán chừng cũng phải bị đốt thành kiếp cho. Hỏa Kỳ. Người sợ là đối cấu kết hai chữ này có chỗ hiểu lầm. Ngược lại là Tiêu Phàm, bình tĩnh cười nói. Hừ, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Hỏa Kỳ căn bản không cho Tiêu Phàm cơ hội nói chuyện, hắn biết rõ Tiêu Phàm miệng lưỡi rất lợi hại, chết đều có thể nói thành sống. Chỉ có lập tức giết Tiêu Phàm, diệt đi thánh hỏa long sư nhất tộc, đến lúc đó bản thân tất nhiên có thể trưởng quản toàn bộ hỏa linh tộc. Nếu như tái được Tiêu Phàm trong tay thần hỏa thiên lân bản mệnh chi hỏa, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Có đúng không? Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, đỉnh đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái hỏa diễm động thiên, ngọn lửa đen kịt động thiên, nạm ngọn lửa màu vàng bên cạnh. Những cái kia khoảng cách Tiêu Phàm gần nhất hỏa linh tộc tu sĩ, ở hỏa diễm động thiên xuất hiện một sát na kia, trực tiếp run rẩy lên.
đạo hỏa hồng lô, mặt khác hỏa linh tộc tu sĩ cũng là hoảng sợ không thôi, nhao nhao bắt đầu bái lạy. Phải biết, đạo hỏa hồng lô thế nhưng là hỏa linh tộc tiên tổ mới có năng lực, có thể dung luyện vạn hỏa, dung hợp vạn hỏa. Có được đạo hỏa hồng lô người, ở hỏa linh tộc bên trong, thế nhưng là người sở hữu địa vị trí cao vô thượng. Đây cũng là lúc trước Chí Tôn Phần Thiên Viêm ở nhìn thấy đạo hỏa hồng lô một sát na kia, gắt gao nhận định Tiêu Phàm chính là hỏa linh tộc nguyên nhân. Bình thường mà nói, không phải hỏa linh tộc là không thể nào có được đạo hỏa hồng lô. Hỏa kỳ ở Tiêu Phàm triệu hồi ra đạo hỏa hồng lô trong nháy mắt đó, là hắn biết phiền toái, hắn đã từng được chứng kiến Tiêu Phàm đạo hỏa hồng lô, đây cũng là hắn nhanh như vậy nghĩ đến giết chết Tiêu Phàm nguyên nhân. Chỉ cần ở Tiêu Phàm triệu hồi ra đạo hỏa hồng lô trước đó giết hắn, vậy thì cái gì sự tình cũng bị mất. Đáng tiếc, sự tình cũng không có dựa theo hắn kế hoạch. Ta hiện tại xem như hỏa linh tộc, Tiêu Phàm cười nhìn lấy hỏa kỳ bên người mấy đầu kia cường đại hỏa linh nói. Mấy đầu kia hỏa linh nheo mắt, vùng vẫy mấy lần, cuối cùng khẽ cắn môi quỳ lạy xuống tới. Hỏa kỳ toàn thân không ngừng run rẩy, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, bản thân thật tốt thế cục, cứ như vậy bị Tiêu Phàm làm hỏng. Nguyên bản hắn còn nghĩ mượn nhờ hỏa linh tộc lực lượng, đột phá thượng phẩm pháp tôn, trở thành thiên tôn đây. Không chờ hắn mở miệng, Tiêu Phàm thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa, hỏa kỳ, bản tôn cần đột phá, vừa vặn muốn lấy ngươi làm ăn, còn không chủ động tới cho ta ăn, đây chính là ngươi vinh quang. Lời này vừa nói ra, hỏa kỳ cũng nhìn không được nữa, giận dữ hét, Tiêu Phàm, ngươi thật sự cho rằng bản tôn dễ khi dễ. Hỏa kỳ, làm ngươi thôn vệ mặt khác hỏa linh tộc tu sĩ thời điểm, ngươi luôn luôn cảm thấy đương nhiên, làm sao hiện tại đến ngươi. Ngươi đã cảm thấy là khi dễ ngươi. Tiểu Kim cười lạnh không thôi, nhìn xem bốn phía xấu hổ khó chống chọi hỏa linh tộc tu sĩ, tiếp tục nói, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới, bị ngươi cắn nuốt cái kia hơn ước tộc nhân, phải chăng đã từng nghĩ qua như vậy đây? Hỏa kỳ á khẩu không trả lời được, hỏa linh tộc tu sĩ cũng không nói gì, bọn họ bẩm sinh liền không có cái này phản kháng ý nghĩ. Kẻ yếu, chính là cho cường giả ăn. Có lẽ đây chính là bọn họ duy nhất sinh tồn lý niệm. Cho tới bây giờ, Tiểu Kim mà nói, mới để cho bọn họ thể hồ quán đỉnh, sáng tỏ thông suốt. Đó là bởi vì bọn họ là kẻ yếu, mà ta là cường giả, kẻ yếu không đáng chết sao? Hỏa kỳ nửa ngày mới biệt xuất một câu, tức giận nhìn chăm chú Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tựa như đã sớm biết Hỏa kỳ sẽ nói như vậy, hắn xòe bàn tay ra, lòng bàn tay lập tức xuất hiện Tu La Kiếm. Từng bước một hướng về hỏa kỳ đi đến. Ngươi muốn làm cái gì? Muốn giết ta sao? Hỏa kỳ cười lạnh một tiếng, trong giọng nói đều là nồng nặc khinh thường. Ngươi không phải nói kẻ yếu đáng chết sao? Tiêu Phàm thần sắc như thường, thản nhiên nói, trong mắt ta, ngươi cũng là kẻ yếu. Ta là kẻ yếu? Hỏa kỳ ngửa mặt lên trời cười to, tựa như nghe được trên đời buồn cười nhất chê cười đồng dạng. Vậy ta ngược lại muốn xem, nhiều năm như vậy không gặp. Người có bao nhiêu cân lượng, có thể trông xuống ta đường đường trung phẩm pháp tôn. Nói xong, hỏa kỳ trên người bộc phát cường đại khí tức, bốn phía không ít hỏa linh tộc trong nháy mắt bị hắn cắn nuốt không còn một mảnh, đồng thời khí thế của hắn lại chướng thêm vài phần. Mặt khác hỏa linh tộc thấy thế, nhao nhao hướng về bốn phía bỏ chạy. Tiêu Phàm cau mày, hỏa linh tộc cũng là thái cổ thần giới sinh linh, hắn còn chưa bao giờ thấy qua có người đối với mình tộc nhân đại khai sát giới. Hỏa kỳ cử động, cùng dị ma có gì khác, ngươi đáng chết, Tiêu Phàm thanh âm lạnh lẽo, một câu đã kết luận hỏa kỳ sinh tử. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 210.